tổ chức trung thu đấy. Ok, cảm ơn các bạn. À, hôm nay thì có một cái bạn sinh viên, cái bài mà các bạn đang nhìn trên trên màn hình này, cái bài này ấy, là một cái bài bạn ấy được 8,5 điểm lận đấy, 8,5 điểm nhé. Thì bạn ấy muốn là có thể là bạn ấy thấy rằng là được 8,5 điểm, nhưng mà thứ nhất là có thể là không thỏa mãn với cái mong muốn của bạn ấy. Cái thứ hai nữa là có thể là bạn ấy cũng không biết là tại sao mình được 8,5, hoặc là tại sao mình được cộng điểm chỗ nào, mình bị trừ điểm chỗ nào, mà tại sao lại 8,5 mà không phải là 9, hoặc là không phải là 8. Thế thì bạn ấy có gửi bài, bạn ấy nhờ thầy phân tích xem là bài của bạn đó với cái chủ đề của bạn đó thì bây giờ sẽ cải thiện chỗ nào để được lên 9 điểm, hoặc là thậm chí cao hơn, hoặc là bài của bạn ấy những chỗ nào chưa được để bạn hoàn thiện. Thì thầy thấy là đây là một cái bạn sinh viên mà bạn ấy rất là cầu thị đó, rất là cầu thị. Thế cho nên là dù rất là bận, cho nên là thầy cũng sẽ bố trí là nhận và like bài cho bạn ấy trước. Thì hôm nay sẽ có một cái bài này, một cái bài này, một cái bài bạn ấy nghiên cứu của bạn ấy, và cái thứ hai là một cái đề cương đề tài của một bạn sinh viên. Bạn sinh viên này thì là trường đại học thương mại, bạn này thì đại học thương mại này, còn bạn này là học viện hành chính quốc gia đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào xem là cái bài này làm sao lại 8,5 điểm nhé. Ok, chúng ta đi thẳng vào vấn đề nhé. Trong quá trình mà thầy nhận xét bài cho các bạn ấy, thì các bạn có vấn đề gì liên quan đến cách chúng ta làm bài, hoặc là các bạn gặp những cái vấn đề gì liên quan đến quá trình làm bài mà các bạn chưa hiểu ấy, các bạn hoàn toàn có thể đặt câu hỏi và chúng ta sẽ cùng chia sẻ với nhau trong cái buổi live này nhé. Thậm chí là có nhiều nội dung ấy, thì mình sẽ trực tiếp là thị phạm luôn, làm luôn để các bạn cùng xem, được chưa nhỉ? Ok nhé. Bài này mình nói lại nhá, bài này là một bài được 8,5 điểm này, được chưa? 8,5 điểm này. Thế thì bây giờ ok rồi, không được đi chơi trung thu các bạn ạ, hôm trước đi rồi, hôm nay thì ở nhà thôi. Được 8,5 điểm nhá. Bây giờ các bạn tập trung nghe này, mình sẽ chỉ ra những điểm mà bạn này làm tốt, mình sẽ chỉ ra những điểm mà bạn này làm tốt nhé, để các bạn cùng cùng lưu lại nhé, để các bạn ghi lại, để các bạn tham khảo sau này các bạn làm. Và bài này của bạn ấy có những cái phần nào bạn ấy chưa làm tốt thì mình sẽ chỉ ra những điểm chưa làm tốt, và sau đó là chỉ ra cách khắc phục để chính bạn ấy khắc phục và chính các bạn đang xem live chúng ta khắc phục. Nhớ nhá, 8,5 điểm ấy, thì bài này 8,5 điểm này thì nó tương đương với, ở trường mình thì nó tương đương với cả điểm B cộng, đúng không? Điểm B cộng là 8,5 điểm đấy. Điểm A là 8,7. Điểm A cộng là 9. Đó, thì bạn này là 8,7 rồi. À 8, A cộng, B cộng là tương đương với cả 3,5 rồi, cũng tương đối cao rồi đúng không? Và bây giờ chúng ta cùng xem bạn làm tốt điều gì nhá. Ok, thôi lời cảm ơn với lời cam đoan thì bỏ qua nhá. Ở chỗ này thì không có cái gì mà phải rút kinh nghiệm cả. Rồi danh mục viết tắt cũng không có gì. Thứ hai là cái danh mục biểu đồ, bảng biểu. Thì thực ra chỗ này bạn đang làm thủ công nhá, bạn đang làm thủ công. Thì đây chính là cái đầu tiên mà bạn cần phải rút kinh nghiệm này. Tất cả các bạn đang xem live nhé, các bạn có thể là follow cái kênh này của mình để hàng ngày các bạn có thể xem được video mình ra hàng ngày nhé, và các bạn nhận được các cái thông báo về live. Mình nói luôn, đây là một cái phần mà bạn cần rút kinh nghiệm ngay. Cái phần này bạn rút kinh nghiệm ngay. Các bạn sinh viên biết rút kinh nghiệm chỗ nào không ạ? Mình xin đố các bạn một chút nhé. Đố bạn sinh viên nào trong cái 70 bạn đang xem, chúng ta chỉ cho thầy xem, với một cái danh mục biểu đồ như thế này, nó chưa đúng ở chỗ nào, nó chưa tốt ở chỗ nào, và chúng ta sẽ rút kinh nghiệm gì thông qua cái bảng biểu đồ này. Các bạn nhớ nhé, các bạn đang hướng đến là 9 điểm và 10 điểm đối với tất cả các bạn bài luận ở trên môi trường đại học, cho nên thầy sẽ áp dụng cái chế độ super soi luôn. Cái super soi luôn là cái mức độ mà soi cao nhất từ hình thức đến cả nội dung, cho nên các bạn sẽ học được rất là nhiều thông qua các cái super soi này của thầy nha. Các bạn comment xuống cho thầy xem là với cái danh mục biểu đồ như thế này, bạn này đang chưa làm tốt chỗ nào. Danh mục biểu đồ nhá, chưa làm tốt ở chỗ nào. Nếu các bạn muốn thầy thị phạm làm cho các bạn xem thì các bạn chỉ cần nói là gì ạ? Muốn xem, hoặc là các bạn comment là C vào đây, là nghĩa là có, thì lát nữa thầy sẽ thị phạm cho các bạn xem. Ok. Còn bây giờ thầy chỉ ra những lỗi sai và cách sửa thôi, chứ còn thị phạm làm như thế nào trên máy thì thầy sẽ chỉ cho các bạn, để các bạn cùng thực hành luôn với thầy. Nói được thì phải làm được đúng không? Đúng ạ. Ok, các bạn chỉ cho thầy xem ạ. Đầu tiên là bài này của bạn này với cái mục lục đã làm tốt chưa? Hoặc là mục lục biểu đồ nó đang mắc ở chỗ nào? Nào, các bạn comment xuống đi ạ. Đối với một dạng bài khoa học thì cái biểu đồ như này đã tốt chưa? Chưa tốt ở chỗ nào? Xin mời.
Chiếu hitting chương trong tên. Có gì nữa không nhỉ? Rồi, ok. Thứ nhất nhé. Thứ nhất các bạn nhìn này. Chúng ta không nên làm thủ công như thế này. Đây cột số thứ tự họ có rồi đây này. Đây số trang này. Còn đây là tên và số biểu đồ này. Em làm giống bạn nên không biết sai đâu đúng không? Bạn chill with mini. Ok. Ở đây ấy là bạn cái vấn đề đầu tiên của bạn là gì ạ? Bạn đang làm thủ công. Có nghĩa là bản thân các em đang gì? Đang kẻ. Bây giờ thầy thử hỏi các em một điều nhé. Đây là bài một bạn sinh viên của thầy này. Các em cùng xem nhé. Từ từ thầy mở cho các em xem, tham khảo luôn này. Chờ xíu nha. Đây. Đây là bài bạn ấy làm này. Các em xem nhé. Chờ xíu, đang mở. Đây. Các bạn thử nhìn nhé. Nếu như bạn này mà cũng làm giống cái bạn kia thì em bảo là kẻ bao giờ cho nó hết. Đây, nhìn đi. Đây là một cái bài khóa luận tốt nghiệp. Ok, xin chào. Bạn ấy làm tương đây bảng, tương đây hình. Đúng không? Thế thì viết như bạn, viết bằng tay như thế này thì kẻ bao giờ? Đúng không? Cho nên cái thứ nhất là chúng ta không nên làm thủ công. Bài này được 8,5 điểm nhá. Bài được 8,5 điểm. Bây giờ muốn cho gọt giũa cho nó lên được 9 điểm hay lên đến 9,5 điểm thì chúng ta lưu ý chúng ta phải làm tự động. Đấy là cái đầu tiên. Thầy chưa soi đến cái tên đâu nhá. Cái thứ hai, tự động cả bên này. Cái thứ hai là các biểu đồ của chúng ta đánh số không phải đánh số là 1 2 3 4 5 như thế này. Mà bạn này đang đánh số này là không đúng nhá. Đánh số nó phải có hai đầu số. Đây này các bạn nhìn chưa? Nó phải có hai đầu số. Đấy. Đầu số này và đầu số này. Cách nhau bằng một dấu chấm. Đó. Và tất cả đều làm tự động. Cái số này đại diện cho chương, số này đại diện cho số thứ tự của cái hình đó, cái biểu đồ đó, cái bảng đó trong chương. Chứ không phải là 1, 2, 3, 4, 5 mà chúng ta làm tự động như này. À, làm mà thủ công như này. Đây cái đầu tiên trong bài nhá. Nốt lại mà sửa nhá. Thầy ơi cái khóa có nhá Phong nhá. Có nhá. Thầy sẽ dạy chi tiết đây. Đây là cái này là cái là thầy dạy bạn ấy làm đây này. Đấy, dạy hết. Cả mục lục này cũng dạy luôn, cho nên là mọi guốt viết các kiểu là thầy sẽ dạy hết. Ok, đi vào tiếp phần nội dung, đi vào tiếp phần bố cục nhé để xem như nào nào. Rước đèn chán rồi anh Cường ạ, rước rước bên chỗ nhà thầy chung cư người ta tổ chức trung thu nguyên một tuần qua hát karaoke nhưng mà toàn là các bố hát thôi, các con là không được hát. Toàn bài hát người lớn mà hát đến tận 11 giờ đêm luôn, khiếp. Trung thu mà nghe như kiểu là xóa. Thầy có khóa mới chưa? Ok, khóa mới thì sẽ tổ chức vào ngày 10 18 tháng 10 này nhé. Một tháng chỉ có duy nhất một khóa thôi, cho nên các bạn lưu ý nhé. Thứ nhất này, tính phần mở đầu. Bạn có 1 2 3 4 5. Đố các bạn biết ở trong phần mở đầu này bạn đang thiếu mục nào? Thầy ơi chơi trung thu đi thầy. Thầy mà đi chơi trung thu thì ai nhận xét bài cho các bạn đây này. Các bạn sinh viên này, cái đề tài nghiên cứu này của bạn ấy sắp phải nộp rồi. Cho nên là bạn ấy khẩn thiết là hôm nay phải nhận xét luôn. Còn bài này của bạn ấy được 8,5 điểm rồi. 8,5 điểm rồi vẫn nhắn tin cho thầy. Là gì? Vẫn nhắn tin khẩn thiết là nhờ thầy giúp đỡ để em có thể là được điểm cao hơn. Ok. Ok. Thực ra gọi là vĩnh viễn nhưng mà chắc là nó chỉ độ bọn em chắc là học đại học chỉ 4 năm thôi chứ làm gì các bạn nào học 7 năm nhỉ Phong nhỉ? Rồi các bạn comment thầy nhá. Xem cái phần mở đầu nó gồm từng đây mục này, tính cấp thiết, tổng quan, mục đích, nhiệm vụ, đối tượng, phạm vi, phương pháp, đóng góp, đố các bạn thiếu biết là còn thiếu mục nào? Các bạn comment xuống nhá, thiếu mục nào ạ? Ở trong tối ngày hôm nay thì ok, thầy cũng sẽ có quà cho các bạn trong ngày trung thu. Đó là gì? Trong bất cứ một cái câu hỏi nào liên quan đến bài, thầy hỏi các bạn, bạn nào comment đúng nhất mà nhanh nhất thì thầy sẽ giảm, nếu như bạn đã đăng ký khoa học bên thầy sẽ giảm cho bạn ấy 30%. Ok chưa? Vậy là nó đã rẻ lắm rồi, nhưng mà nó lại còn rẻ hơn nữa. Có thể tặng luôn cho bạn một cặp bánh nướng máy dẻo luôn. Ok nhá. Bột tôm học sư phạm. Khóa mới của bên thầy là ngày 18 tháng 10 này mở rồi em ạ. Thực ra bây giờ các bạn đăng ký rất là nhiều rồi, mấy chục bạn đăng ký vào lớp rồi.
gần như là cũng 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 tương đối rồi đấy. Các bạn đăng ký nhanh nhé, nếu mà đông quá thì thầy không thể mở đâu. Thì các bạn đăng ký luôn, bởi vì các bạn đăng ký xong các bạn có thể là đăng ký học ngay trên website mà không cần phải đợi đến 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 đến, đến hết đến đến ngày chúng ta học đâu. Ok. À, share tài liệu học IELTS. Phong ơi, em phải share thầy cái phương pháp học hiệu quả chứ còn tài liệu thì thầy có nhiều lắm. Thiếu nhiệm vụ nghiên cứu này. Nhớ bây giờ thầy sẽ trả lời lại để xem bạn nào nói đúng nhé. Thầy sẽ chỉ luôn bạn nào nói đúng này, để sau đấy bạn nên liên hệ thì thầy sẽ giảm luôn cho bạn đấy nhé. Bạn Vũ Hương này, khách thể nghiên cứu, thầy nói là đúng luôn. Bài này mới đang chỉ xác định là đối tượng nghiên cứu chứ khách thể nhé. Bạn Hương ok này. Lịch sử nghiên cứu, không phải Tú Anh nhé, lịch sử nghiên cứu, kem nhé. Kem thấy không? Các em vừa được học luôn ấy, vừa được chữa bài nhé. Để thầy là còn thầy giải thích cho các em nghe này. Lịch sử nghiên cứu bản chất đó chính là tổng quan rồi, cho nên bạn Tú Anh chưa được ok này. Câu hỏi nghiên cứu bạn Lê Thanh Nga chính xác luôn. Lê Thanh Nga nữa nhá, chính xác này. À, bạn Thùy Linh nhiệm vụ nghiên cứu, đây là nhiệm vụ nghiên cứu đây rồi em ạ. Ok. À, mục tiêu nghiên cứu, bạn Thanh Danh rất chính xác luôn, bởi vì mục đích nghiên cứu và mục tiêu nghiên cứu các em phải hiểu nó là khác nhau. Cái này ấy, thầy sẽ dạy các em rất rất là kỹ trong khóa học luôn. Bởi trong khóa học thầy sẽ phân biệt cho các bạn thế nào là mục tiêu nghiên cứu, thế nào là mục đích nghiên cứu. Và thầy dạy cho các bạn 12 mục chứ không phải lẻ tẻ mấy mục nha này đâu. Ở đây vẫn còn đang thiếu nhé. Vậy là tất cả những bạn mà thầy nói đúng ấy, là đều ok nhé. Listening thì nghe chép chính tả. Real cây rút từ vựng. Nâng Ben 2. Ok Phong chia sẻ nhé. Bây giờ thực ra thì thầy có nghe chép. Thầy cũng có nghe chép. Ngày xưa thì thầy hay nghe chép VOV giao thông. À xin lỗi. VOV gì nhỉ? Special English đúng không? VOV giao thông nghe chép đúng rồi. Rồi. Vậy là bài này của bạn đang thiếu chính xác là mấy cái mục vừa rồi nhá. Thứ nhất là mục tiêu nghiên cứu nó khác em ạ. Cái thứ hai là câu hỏi nghiên cứu. Và một bạn nữa. Thầy đố các bạn nào nói đúng một cái một một thiếu một phần nữa, vẫn thiếu ạ. Vẫn thiếu nhá. Có danh có đối tượng, có khách thể rồi này, có câu hỏi nghiên cứu rồi này. Đố các bạn còn thiếu một mục nào nữa. Mà cái mục này nó luôn luôn đi kèm với cả câu hỏi nghiên cứu luôn. Đó là gì? Câu hỏi nghiên cứu sẽ đi kèm với cặp là gì ạ? Nào, đố các bạn biết nào. Nào, đố các bạn biết. Nhiệm vụ và mục tiêu nghiên cứu đi kèm một cặp. Đối tượng và khách thể đi kèm một cặp. Thế thì cái câu hỏi nghiên cứu đi kèm cặp với ai? Chính xác, Thùy Linh chính xác tiếp nhá. Câu hỏi nghiên cứu sẽ đi kèm một cặp với cả giả thuyết nghiên cứu nhá. Vậy là bài này của bạn ít nhất chỗ này bạn thiếu khoảng độ 4 mục. Thầy không biết là bạn cố tình đưa không đưa vào hay là giảng viên không yêu cầu hay là bạn cũng không rõ. Nhưng mà khi các bạn học khóa trading thầy sẽ dạy cho các bạn tất cả các mục như vậy luôn. Và cái quan trọng nhất là chỉ cho các bạn biết là chúng ta cần phải viết chuẩn như thế nào đối với các mục này. Để khi các em đi tham khảo một cái tài liệu nhất định, em tự bản thân các em đánh giá được tài liệu của người ta luôn. Xem là cái anh này chị này viết có được không? Thì mình mới quyết định tham khảo chứ. Thế đâu phải cái gì chúng ta cũng tham khảo đâu. Ok nhé, bạn Thùy Linh nói đúng rồi đấy. Bạn Lê Thanh Nga, em nói rằng là đóng góp vào đề tài. Bạn có rồi em ạ, đây này, đóng góp vào đề tài này. Nhá. Rồi ok, vậy là các bạn nhà mình đã chỉ đúng rồi đấy. Thiếu 4 5 mục nhá. Tiếp tục này, bây giờ nhá. Thực ra bên trên này bạn không ghi tên đề tài cho nên thầy cũng không biết bạn làm đề tài gì. Bây giờ thầy sẽ kéo xuống dưới để xem đề tài của bạn là gì nhá, sau đó thầy sẽ nhận xét để chúng ta cùng nghe nhá. Đề tài của bạn là nhận thức của sinh viên lớp này, khoa này, học viện này về trí tuệ nhân tạo. Vậy đơn giản là bạn chỉ muốn là biết được là các bạn sinh viên nhận thức như thế nào về trí tuệ nhân tạo mà thôi. Ok, đề tài nó cũng không có gì phức tạp đúng không? Em làm bài luôn bị dính đạo văn mặc dù em không đi tham khảo trang đấy. Thầy có hướng dẫn giảm đạo văn không? Ok, bạn Khánh Huyền. Các bạn ơi, các bạn có vấn đề gì các bạn cứ hỏi xuống đây. Thầy rất là sẵn lòng để trả lời tất cả các thắc mắc của các bạn trong phạm vi hiểu biết của thầy. Và thầy nghĩ rằng là mỗi một câu hỏi của các bạn là một cái cơ hội để thầy chia sẻ với các bạn và các bạn sẽ nghe và các bạn thấm rất là nhiều luôn. Bây giờ thầy sẽ trả lời luôn cho các bạn về cái câu hỏi của bạn Khánh Huyền này nhé, trước khi thầy đi vào nội dung này. Các bạn nghe này, tất cả các bạn tập trung nghe cho thầy một câu nhé. Đó là đầu tiên thầy sẽ giải thích cho Khánh Huyền và tất cả gần 100 bạn ngồi đây nghe là cái việc em bị trùng đạo văn nó không hoàn toàn với câu chuyện là em tự làm hay là em đi chép hay là em tham khảo hay là em lấy ở đâu. Em nhớ thầy một cái điều như vậy. Mà nó sẽ mang cái từ ngữ của các em, câu văn của các em
đi đối sánh với cái big data của nó ở trong cái nguồn của nó, cái big data của nó đó. Thế thì khi mà nó so sánh, nó phát hiện ra sự trùng lặp là nó sẽ báo, nó bôi cái chỗ trùng lặp của em. Và đến khi nó tổng hợp tất cả số lượng từ mà em đã bị trùng với các cái tài liệu nói chung, đôi khi thầy check đến thời điểm này, thầy check có một bài nó còn trùng đến 500 nguồn khác nhau. Nhưng thực tế làm gì có ai đọc được 500 tài liệu của em, mà người ta chỉ đọc được một xíu thôi. Nhưng cái chủ đề đó rất nhiều người nghiên cứu, cho nên nó trùng với 500 hay 600 nguồn là chuyện bình thường. Cho nên đầu tiên Huyền phải hiểu bản chất của vấn đề nó là chỗ đó. Thậm chí cái tên của em là tên Nguyễn Khánh Huyền chẳng hạn, nó còn trùng luôn. Em trùng với một cái bà Khánh Huyền nào đó trước, bà cũng thế. Cho nên cái việc trùng ở đây nó không quyết định câu chuyện là em đi ăn cắp ăn trộm, mà nó chỉ phát hiện là em có tỷ lệ trùng cao hay thấp. Ok. Tiếp, thầy giải thích tiếp này. Cái tỷ lệ trùng cao hay thấp nó không phải là em đi ăn cắp ăn trộm bài của người ta, mà nó liên quan đến cái kỹ năng em viết bài. Em không có kỹ năng viết bài, em trích dẫn không đúng quy định của nhà trường, không đúng quy định. Bởi vì sao? Bởi vì cái phần mềm trích đạo văn ấy, nó hoàn toàn cài đặt được, nó hoàn toàn tác động bởi người trích được. Và cái người tác động vào nó thì người ta sẽ tác động theo quy định của nhà trường, mà mỗi một nhà trường thì người ta lại có một cái quy định khác nhau. Vậy em đang dùng kỹ thuật viết bài không phù hợp với quy định của nhà trường em, và thế là em dính. Mặc dù em đã tuân thủ hoàn toàn các quy định về mặt khoa học, như là trích dẫn, như là có thông tin về tác giả, như là thế này, như là thế kia, nhưng em hoàn toàn vẫn bị trùng rất cao. Và khi trùng cao, người ta sẽ quy em qua một cái tỷ lệ nhất định. Người ta sẽ quy em là gì? Em là người đạo văn. Cho nên các bạn đây đã nghe hiểu chưa nhỉ? Cho nên lời khuyên của thầy dành cho các bạn như sau: hãy cố gắng là em hiểu thật rõ phần mềm mà nhà trường mình sử dụng, bởi vì mỗi phần mềm là khác nhau. Phần mềm Duit nó khác, phần mềm kiểm tra tài liệu nó khác, phần mềm Turnitin nó khác, phần mềm O cái gì đấy, O cái gì Nick ấy, tên tên tiếng Anh nhá, tên tiếng Anh nó hơi dài dài một chút, nó khác em ạ. Bốn cái phần mềm đấy đôi khi nó khác nhau, cho nên các em phải hiểu bản chất về phần từng phần mềm, và các em phải hiểu bản chất của quy định nhà trường. Và cái thứ ba em phải hiểu là gì, là về các kỹ thuật viết bài khoa học nhá. Khi em có ba cái lượng kiến thức, ba cái nhóm kiến thức đấy cộng lại nhau, thì lúc đấy em hoàn toàn có thể là gì, viết bài mà không bị trùng lặp. Hoặc nếu như giả dụ có bị trùng lặp, em hoàn toàn sửa rất là ngon luôn. Thầy không lấy được sâu xa như bản thân thầy cũng thế. Thầy viết bị trùng không? Các em nhớ nhé, hôm vừa rồi thầy nộp bài cho một cái hội thảo khoa quốc tế. Hoàn toàn là thầy tự viết thôi. Thầy chỉ có tham khảo duy nhất, chỉ có hai cái khái niệm thôi. Mà bài của thầy nó bị trùng là hơn 50%. Trùng hơn 50%, nhưng mà thầy không được miễn bất cứ một thứ gì. Có nghĩa là đến cái từng câu từng chữ một ấy. Thế là hội thảo người ta không đồng ý, người ta yêu cầu thầy phải sửa. Thế thầy chỉ sửa có một lúc buổi chiều thôi, không đến một lúc đâu, người ta thầy có thể nói thẳng luôn là nó khoảng độ tiếng rưỡi đi, tiếng rưỡi đến 2 tiếng đi, thì bài của thầy nó giảm được 10% xuống còn 44%. Thế thì cái hội thảo người ta chấp nhận đó. Nhưng mà các em biết là bài của thầy không được miễn bất cứ một thứ gì hết, check hoàn toàn chay, cho nên người ta chấp nhận là 44%. Nhưng mà nếu như các em biết không, nếu như bài của thầy chỉ áp dụng một tiêu chí miễn thôi, ngay lập tức nó xuống còn có 15%. Cho nên các em phải thực sự hiểu cả ba cái nhóm kiến thức như thầy vừa nói, thì lúc đấy các em mới là gì, hoàn toàn chủ động trong quá trình viết bài mà không bị lo đạo văn. Các cái bạn hợp tác bên thầy ấy, thầy đào tạo các bạn nguyên một năm, mà các bạn ấy check thì ok, nhưng mà tư vấn thì rất rất khó để tư vấn thành thạo cho mọi người. Nhưng mà các bạn biết một điều là bên thầy lại tư vấn lại miễn phí. Có nghĩa là 100 bạn đang ngồi nghe đây nhá, 100 bạn mà mới muốn làm bài, các bạn gửi bài cho thầy, check thì các bạn có thể mất một chút phí, nhưng hoàn toàn thầy tư vấn cho các bạn là hoàn toàn miễn phí. Mà bên thầy đã làm khoảng độ hơn một năm nay rồi, vẫn làm như vậy. Kể cả bài của bạn có 20k thôi, bạn cũng được thầy tư vấn triệt để để bạn sửa. Chứ không có câu chuyện là bài của em có xíu xíu phí thôi, thầy không hỗ trợ em. Không bao giờ. Kể cả bài của em có bao nhiêu, thầy cũng sẽ hỗ trợ em như vậy. Và thầy nói trên live này là hoàn toàn cam kết nhé, không bao giờ có câu chuyện nói mà không làm. Được chưa? Nói mà không làm lên đây sinh viên bốc phốt chết, đúng không? Đó. Ok chưa? Vậy là bạn 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 này đã hiểu về đạo văn chưa? Ngon nhá. Ảnh hưởng của A đến B nghiên cứu có phức tạp không? Đây này, Danh ơi, đây chính là đề tài mà em hỏi này, cái kiểu đề tài này. Đây, ảnh hưởng này, ảnh hưởng của A đến B này. Đấy,
thì bạn sinh viên này bạn được 9,3 điểm và thầy hướng dẫn bạn đấy, bạn ấy sử dụng cái mô hình phân tích nhân tố khám phá để triển khai đề tài này nhá em nhá. Nếu như em không biết làm thì thầy sẽ dạy cho em cách làm. Thầy ơi, làm Word bài tập lớn có nên làm trên Canva để chèn thêm hình ảnh cho sinh động không? Ok, câu hỏi của em rất hay luôn. Em không nên dùng Canva em ạ, bởi vì các cái hình ảnh mà chúng ta sử dụng trong bài ấy, thường là các hình ảnh mang tính chất là minh chứng, chứ không phải là chúng ta thiết kế cho nó đẹp. Ít khi là chúng ta làm cái điều đấy em ạ. Ví dụ bây giờ em đang nói rằng là tai nạn giao thông ở cái khu vực này rất là nguy hiểm, rất là thảm khốc, thì em nên lấy bức ảnh chụp các cái vụ tai nạn giao thông ở khu vực đó, chứ không phải mình lên Canva mình thiết kế một bức ảnh thật là kinh khủng xong mình chèn vào đấy mình minh họa cho cái điều đó. Thầy nghĩ là nó không cần thiết, không cần thiết em ạ. Nhưng em vẫn có thể dùng Canva để làm gì? Đó là khi em mẫu, khi em chuẩn hóa một cái quy trình nào đó. Ví dụ em nói rằng là sinh viên của em, sinh viên trường em mỗi lần nhập học, đến trường em nhập học thì các bạn cần phải trải qua những quy trình sau. Thế thì em làm gì? Em biến cái quy định của nhà trường thành quy trình, thì em sử dụng Canva để em vẽ cái quy trình đó thì lại cực kỳ ok. Có nghĩa là các thông tin mình đưa vào nó phải minh họa cho cái nội dung chính mà mình muốn diễn đạt, chứ không phải là đưa vào cho nó đẹp hay là cho nó sinh động. Cái đó chỉ là một phần thôi em ạ. Mà cái quan trọng là cái tính chất của hình ảnh mang vào là gì? Là minh chứng cho những cái điều chúng ta nói, chứ không phải là đưa vào cho đẹp. Bởi vì nhiều thầy cô khó tính ấy, người ta còn trừ hết điểm luôn ấy. Nha em nhé. Ok, Thùy Linh này. Trực tiếp trên ok. Em chỉ cần vào đường link bio trên kênh TikTok này thôi, nhớ link nhé, là em sẽ được đăng ký luôn. Ok. Cao học giờ làm đề án rồi thầy ạ. Đề án khó không thầy nhở? À vâng. Anh Nguyễn Quốc Vương, anh hỏi về đề án. Thì thực ra anh Vương ạ, bên mình ấy thì có cả các cái khóa dành cho các anh chị học cao học. Thì bên mình sẽ có các cái chuyên gia về bên mình sẽ có các cái chuyên gia về lĩnh vực kinh tế, giáo dục hay là gì gì đó. Chuyên giảng dạy và dạy các anh chị cách làm các cái đề tài như thế này. Chuyên này các anh chị cũng không cần lo lắng đâu. Mà chuyên gia bên mình thì thầy mặc dù cũng không phải là quá quá nhiều tuổi đâu, nhưng mà thầy đã có hơn 40 công bố quốc tế rồi. Thế cho nên hoàn toàn có thể hỗ trợ được anh trong quá trình này nhé anh nhé. Phí nhờ thầy sửa như thế nào? Bạn tre này thì bên mình sửa bài như này này, tất cả sửa bài như thế này nhé. Rồi khi em check đạo văn, em muốn thầy tư vấn cho em giảm tỷ lệ đạo văn, tất cả mọi thứ đều là miễn phí. Cái điều này thầy không phải bây giờ mới nói đâu, bạn nào mà xem live rồi thì đều thấy là ít nhất 3 năm nay thì thầy đều làm như vậy, chưa bao giờ lấy của ai một đồng phí nào khi mà thầy làm điều này. Chuyện em không phải lo nhá. Thầy ơi, năm sau làm định nghiên cứu khoa học và không biết nên chọn đề tài gì, học khoa học của thầy có ra được ý tưởng không? Bạn Chiếu West Me. Em ơi, em yên tâm nhá, là trong cái khóa training nghiên cứu khoa học của thầy ấy, thì cái nội dung đầu tiên mà em được học đó chính là tìm kiếm tên đề tài. Cho nên em không cần phải lo khi em không có đề tài đây này. Em nhìn này. Đây. Bắt đầu thầy sẽ dạy cho em các bước để chúng ta đi tìm kiếm đề tài, nhìn thấy chưa? Nhìn thấy chưa? Nhìn thấy quy trình đi tìm kiếm đề tài chưa? Thế cho nên là em không có đề tài thì được học cách làm đề tài, tìm đề tài nhá. Em nhớ là free á. Ok, free nhá các bạn nhá. Quá ngầu luôn thầy ơi. Đúng rồi. Bao nhiêu năm nay vẫn làm free mà. Cho nên đến thời điểm này gần như là thầy không biết một cái trường đại học nào luôn ấy, có nghĩa là không. Có nghĩa là gì nhỉ? Cái câu văn này phải dễ đạt nhau nhỉ? Có nghĩa là trường đại học nào cũng biết. Ok. Có một cái vấn đề nữa các bạn lưu ý nhé. Khi các bạn học khóa training ấy, thì các bạn sẽ được add vào một cái nhóm Zalo. Sorry. Trong đó thì các bạn sẽ có khoảng độ 800, đến thời điểm này khoảng 800 bạn sinh viên đến từ các trường đại học khác nhau. Mình nghĩ ước chừng khoảng độ hơn 100 trường đại học khác nhau. Thì các bạn hoàn toàn giúp nhau trong đó tìm tài liệu rất là nhiều. Ví dụ bây giờ mình tìm tài liệu về quản trị nhân sự, mình tìm được một tài liệu ở trường một trường ví dụ như là trường lao động xã hội chẳng hạn, thì hoàn toàn các bạn có thể lên nhóm đó để nhờ các bạn trường lao động xã hội tải giúp, hoặc là trường đại học quốc gia. Thì hiện nay cái nhóm đó của mình đang hoạt động như vậy. Ok. Phần mềm check đạo văn AI làm đề án cao học kinh tế học phí bao nhiêu ạ? Anh Quốc Vương ơi, anh lên trên đường link bio của cái kênh TikTok này nhá anh nhá, bởi vì trên đó nó cũng có những cái khóa dành cho, kể cả là bởi vì mình biết nhiều anh chị học thạc sĩ thật, nhưng mà khi quá trình học đại học các anh chị chưa làm đề tài bao giờ ấy, thì anh chị cũng nên học từ khóa training chứ không phải là chúng ta học khóa chuyên sâu ngay anh ạ. Còn các bạn nào mà muốn check AI ấy, thì nói thật với các bạn
là các bạn đừng bao giờ check AI nữa. Bởi vì sao? Các bạn hãy sử dụng AI một cách thông minh hơn đi. Chúng ta đừng ăn sẵn theo kiểu là AI ơi, mày mày trả lời cho tao câu này, xong rồi tao mang câu này vào tao dán vào bài của tao. Tao dán vào bài của tao xong xong tao lại mất công tao đi check AI. Tao check AI xong tao không sửa được tao lại đi thuê. Các bạn thấy mình có vòng vo có khổ không? Các bạn hãy hỏi thằng AI, nó gợi ý cho bạn. Nó gợi ý cho bạn xong bạn tìm tòi và bạn tự viết. Thế mắc mớ gì mà bạn xài thẳng vào xong rồi bạn đi check AI làm gì? Nhá em nhá. Liên quan đến luật, ok nhé Lâm nhé. Tìm hiểu về trí tuệ nhân tạo thì làm những mục nào để đầy đủ nhất ạ? Đây, đề bài của bạn này chính là về trí tuệ nhân tạo đây. Lát nữa mình sẽ nói với các bạn nhé. Em sắp làm thảo luận về phương pháp nghiên cứu khoa học nhưng không biết cần làm những gì. Ok, thế thì cái khóa training này dành cho em nhé. Bởi vì nó sẽ dạy cho em từ A đến Z nhé. Đây này, từ cách em thiết kế, từ cách em đi tìm đề tài này, em tìm kiếm các nguồn tài liệu mà thầy giới thiệu luôn nhé. Rồi sau đó thầy dạy cho em cách đọc tài liệu và cách sử dụng các cái công cụ nghiên cứu. Sau đó dạy cho em cách tư duy bố cục, cách cho em viết các cái phần mở đầu gồm 13 mục, từ phần lý do chọn đề tài cho đến cấu trúc của đề tài. Viết cách viết đặt vấn đề đối với những bài luận ngắn, rồi thiết kế bảng hỏi, rồi viết văn phong khoa học, rồi nói chung là viết hết luôn. Rồi cả về câu chuyện là những bạn nào mà dốt nhất về Word cũng được thực hành luôn này, cũng được dạy luôn. Để tạo ra được một cái bản Word chuẩn về nghiên cứu khoa học, không phải lo câu chuyện là thầy ơi em lại mang ra quán photo. Mang ra quán thầy thầy kỵ nhất là mang ra quán photo nhờ người ta chỉnh sửa. Bởi vì sao? Các bạn có tin là người ta lấy bài các bạn không? Mình không nói tất cả nhá, nhưng một số người mình biết lấy bài của sinh viên luôn, bán luôn trên một cho một số kênh, bán luôn cho một số kênh về tài liệu và người ta lại bán lại cho sinh viên để tham khảo. Bởi vì mình quản lý về nghiên cứu khoa học và khóa luận tốt nghiệp của bên khoa mình là ít nhất 5 năm nay rồi. Rất nhiều người liên hệ với mình là thầy ơi, thầy quản lý về kho khóa luận tốt nghiệp, thầy có bán kho đấy không? Bán kho là như nào? Là em chuyển tiền cho thầy, thầy bán cho em tất cả các bài khóa luận tốt nghiệp bản mềm của các bạn sinh viên. Mỗi bài là bao nhiêu tiền ạ? Thế thì cuối cùng làm sao? Cuối cùng các bài đấy lại được bán đến các bạn. Nhưng tất nhiên là mình không bao giờ mình làm cái điều đấy. Đúng không ạ? Bởi vì như vậy là vi phạm bản quyền luôn ấy. Bài của người ta mình có cớ gì mà mình bán. Học viết luận như thế nào em ơi? Học viết luận là khóa training ở trên kênh TikTok này nhé, em lên trên đó em xem nhé. Ok, luật cũng thế em ạ. Các bạn học luật bên mình rất nhiều nhé. Đại học luật này, luật đại học quốc gia này, và một số trường liên quan đến luật của các vùng khác nhau nữa nhé. Dự kiến cấu trúc khóa luận tốt nghiệp như thế nào vậy thầy? Bạn lưu ý nhé, dự kiến của bố cục của khóa luận tốt nghiệp ấy, thì không phải là do là khóa luận tốt nghiệp thì nó sẽ là như thế này, không phải đâu em ạ. Mà dự kiến khóa luận tốt nghiệp thì nó phải theo đề tài. Nhân tiện đây hôm nay tương đối các bạn đang đông nhé. Các bạn đang đông, các bạn nghe thầy nói một câu này thôi. Các bạn đừng bao giờ cảm thấy là mình bị gì ạ? Cảm thấy xốn xao, cảm thấy vui mừng khi mà một số kênh cũng là kênh TikTok này, người ta đăng một cái bố cục lên, người ta nói rằng là bố cục bài khóa luận tốt nghiệp của ngành du lịch, bố cục bài khóa luận tốt nghiệp của ngành kinh tế, bố cục bài khóa luận tốt nghiệp của ngành luật. Ủa thế là tự nhiên cảm thấy sung sướng ấy, kiểu sung sướng là đúng chân lý rồi, xong bắt đầu đi mua. Các bạn ơi, các bạn đừng nhầm nha. Mỗi một đề tài nó có thể là có một dạng bố cục khác nhau. Bởi vì bố cục như này, đây này, như bạn sinh viên bạn làm này, thì nó phải theo đề tài chứ em, mà nó còn theo phương pháp nữa chứ. Mắc mớ gì mà lại có một bài mà lại của ngành được? Không có một bài nào đại diện cho ngành nào hết. Nó theo từng đề tài và theo cách tiếp cận của người nghiên cứu. Cho nên các bạn đừng có sốt ruột với câu chuyện đấy. Xong các bạn đi mua về, xong các bạn không áp dụng được, hoặc là các bạn mua nguyên bài của người ta, không nộp được những bài như vậy đâu nha. Ok, mình là học giảng viên Học viện Hành chính nhé. Chào em, chào bạn Nguyễn Anh nhé. Thầy là khoa lý trưởng quản trị văn phòng, không biết em là thực ra là bạn thư bạn Như có hỏi là năm nhất cần học chưa. Thực ra năm nhất chúng ta đã bắt đầu làm bài tiểu luận rồi, ví dụ như là bài tiểu luận của môn, một số môn triết cũng làm tiểu luận. Bởi vì hôm vừa rồi thầy vừa mới nhận xét bài môn triết cho một bạn trường hai bạn trường Kinh tế Quốc dân xong rồi, thì môn pháp luật đại cương này cũng làm tiểu luận này, môn tâm lý học làm tiểu luận này, cơ sở văn hóa Việt Nam làm tiểu luận này, nhiều lắm nhá các bạn nhé. Ok, bạn Nguyễn Vương Linh là khóa học miễn phí hay có phí? Khóa học có phí em ạ, nhưng mà cái phí đó nó chỉ bằng một phần mấy
một cái tín chỉ thôi, một phần mấy của một cái tín chỉ thôi, cho nên em không cần phải lo lắng đâu. Mà thầy nói luôn trên live này nhá, những bạn nào mà khó khăn quá về kinh tế, mặc dù cái khóa đấy nó quá là rẻ rồi, nhưng mà bạn nào khó khăn quá, bạn nói là thầy ơi em đang rất khó khăn về kinh tế, gia đình em không có điều kiện đâu, nhưng mà em rất cần khóa học này của thầy để em làm tốt bài. Ok, không sao, học đi, 4 năm sau ra trường đi làm kiếm được tiền, lúc đấy là banh trả thầy cũng được, chả sao nhá, không có cái vấn đề gì hết. Cho nên là đừng bao giờ để cái việc mà các bạn nói rằng là em thiếu điều kiện mà em không đủ điều kiện học bên thầy, đừng bao giờ nói như vậy nhá. Nó chỉ bằng có 3 lần các bạn đi ăn phở thôi, 4 lần thôi, cho nên không có vấn đề gì hết. Thầy hoàn toàn cho các bạn nợ 5 năm, 4 năm không cần phải trả lãi nha. À nhưng mà không vì thế bạn nào cũng nợ nhá. Ừ, như thế thầy cũng chết đấy. Ok. Nha. Rồi, à, các bạn có thể follow kênh này để xem các video like nhé. Ok, happy chắc là ra trường rồi đúng không? Ok, em có thể inbox nhé, inbox để thầy hỗ trợ cho bạn bạn link này này, nếu mà không đăng ký được. Cảm ơn Phong. Rồi, anh Phong anh cho tôi mấy bông hoa, sợ quá tôi bảo rồi, hôm nào anh trao đổi hướng dẫn tôi cách học IELTS là được rồi, không cần phải tặng hoa. Dạo này thầy đang học stress quá. Cô Quỳnh dạy em môn này. Ok, cảm ơn em. Rồi bây giờ nhất thầy sẽ đi vào nội dung này, đi vào nhận nội dung nhận xét cho bài này nhé. Các bạn cứ đặt câu hỏi nhé. Thực ra là nghiên cứu khoa học các bạn nên làm sớm. Bởi vì sao? Các bạn nên làm sớm để các bạn có nhiều trải nghiệm, để đến khi năm 3 các bạn làm tốt bài kiến tập, năm 4 làm tốt bài khóa luận tốt nghiệp và bài báo cáo thực tập. Chứ chúng ta đừng đợi năm 4 mới làm. Bởi vì năm 4 mới làm nhiều khi nó hơi bị muộn đấy. Bởi vì năm đấy thì nhiều việc quá, thi tiếng Anh đầu ra lại còn bài kiến tập thực tập lại còn bài khóa luận tốt nghiệp. Các bạn bị dồn quá ấy, các bạn bị cuống. Thế là các bạn chơi liều thì ăn nhiều nhưng mà nguy hiểm lắm nhá. Ok. Em chào thầy, em đang học môn phương pháp nghiên cứu khoa học mà không hiểu gì hết. Ok em nhé. Một cái nội dung này thôi. Thầy cam kết với em nhé. Thầy cam kết luôn trên live này. Thầy chỉ dạy các em 3 buổi thôi. Dạy em 3 buổi thôi. Nhưng mà em sẽ hiểu hết về nghiên cứu khoa học một cách tường tận bài bản và em tự làm được. Ok chưa nhỉ? Và các bạn nhớ là khi các bạn làm ấy, các bạn sẽ được thầy nhận xét. Ví dụ như một cái chị học viên của thầy hiện nay đang là giáo viên cấp 3. Chị gửi cho thầy bài ngày hôm nay. Và thầy bà chị muốn thầy nhận xét luôn cho bà cho bài của chị trong hai hai lần luôn trong ngày hôm nay. Thì nhưng mà thực sự là thầy rất bận, nhưng vì là gì ạ? Nhưng vì chị cũng đến giờ nộp. Cho nên là cũng rất là thương các bạn học viên, anh chị học viên, cho nên là cố gắng là nhận xét cho chị hai lần liền trong bài ngày trong một ngày hôm nay. Và bài của chị đâu có ngắn đâu, cũng 5 50 60 trang gì đó chứ. Đấy, cũng phải nhận xét. Nói chung là các bạn sẽ được support như vậy đó. Cho nên các bạn không lo lắng nhé. Rồi bây giờ về câu chuyện của bạn này nhé. Đề tài của bạn này là nhận thức. Các bạn nhớ thầy nhé. Nhận thức về về gì ạ? Về về trí tuệ nhân tạo. Thế thì thầy hỏi các bạn nhé. Thầy hỏi các bạn một câu này. Bây giờ các bạn comment được chỗ này này thì thầy lại giảm tiếp phí cho bạn này. Nếu mà đề tài này các bạn nhìn này. Nghe thầy một điều nhé. Đây. Nhận thức của sinh viên. Bỏ hết đoạn này đi. Về trí tuệ nhân tạo. Thế đối các bạn biết đối tượng nghiên cứu là gì? Nào bây giờ thầy bỏ qua các cái phần hỏi hỏi nhá. Bây giờ thầy đố các bạn biết đối tượng nghiên cứu của bài này là gì nào? Bỏ qua nào. Bây giờ các bạn comment đi ạ. Đố các bạn biết đối tượng nghiên cứu là gì? Nào ai comment nhanh nào thì sẽ tiếp tục được giảm phí ạ. Đối tượng nghiên cứu là gì? Trí tuệ nhân tạo, sinh viên, AI, trí tuệ nhân tạo. Trời ơi, comment rõ nhiều nhưng mà không ai đúng luôn. Sợ thật đấy. Không. Rồi rồi. Rồi. Rồi rồi. Sai nhiều quá, sai nhiều quá. Không ai đúng hết rồi. Có duy nhất một bạn đúng. Rồi rồi, ok, bắt đầu có đúng rồi. Rồi rồi, cảm ơn các bạn. Đây ạ. Rồi, ok ạ. Vậy, người đúng đầu tiên ở đây chính là bạn Phanh, nhận thức của sinh viên. Nhận thức của sinh viên. Ok chưa? Các bạn đã thấy chưa? Có mỗi một cái đề tài như thế này thôi. Thầy hỏi các bạn đối tượng nghiên cứu là gì? Rất nhiều bạn comment nhưng mà chỉ được có mấy bạn đúng thôi. Mà bạn đúng nhanh nhất là bạn Phanh nhá. Thầy cứ gọi tên bạn nào, mà nếu bạn ấy đăng ký học khóa training thì bạn sẽ được giảm nhá. Ok, Phanh. Ok, Phanh, Phanh đúng nhá. Bởi vì cái đề tài này các bạn nhớ nhá.
Ở cái đề tài này chúng ta tập trung vào làm rõ cái gì ạ? Làm rõ nhận thức các bạn ạ. Như này, nhận thức của sinh viên nhá. Sinh viên là khách thể thôi, chứ không phải đối tượng nghiên cứu nhá. Chứ chúng ta nghiên cứu cái gì cái sinh viên? Chúng ta chỉ muốn nghiên cứu cái gì ạ? Cái nhận thức thôi ạ. Được chưa? Em trước. Thật à? Sorry các bạn. Ok. Đâu, bạn Phanh trước mà. Ok nhé, các bạn có thể follow kênh này của mình để xem các buổi live, ạ. Khóa luận tốt nghiệp làm sao thầy? Ok, bạn Thơ Trần nhé, khóa luận tốt nghiệp đơn giản mà. Nhá, không có gì đâu em ạ. Rồi, lát nữa thầy sẽ nói về khóa luận tốt nghiệp cho em nghe. Rồi, tại sao thầy lại hỏi các bạn về đối tượng nghiên cứu? Bởi vì các em nhìn này. Các em nhìn đi. Bạn này bạn lại làm gì? Cơ sở lý luận về trí tuệ nhân tạo. Thế thầy hỏi các em nhé. Các em đang làm về cái gì? Chủ đề của em tập trung vào cái gì mà em lại đi về cơ sở luận về trí tuệ nhân tạo? Đúng không? Các em có thể nói rằng gì? Cơ sở luận về nhận thức về trí tuệ nhân tạo hoặc là nhận thức của sinh viên về trí tuệ nhân tạo. Đó. Sau đó chúng ta làm rõ một số các khái niệm có liên quan như sinh viên là ai? Trí tuệ nhân tạo là gì? Đặc biệt là phải nhận thức là gì? Bởi vì nhận thức ấy, nó có thang nhận thức em ạ. Nó có thang nhận thức. Ví dụ bây giờ nhá, em muốn biết xem nhận thức của các bạn này về vấn đề trí tuệ nhân tạo như nào thì em biết rồi, trong thang nhận thức thầy nhớ không nhầm là thang nhận thức của Bloom à, đúng không? Thang nhận thức của Bloom đúng không? Đúng không? Thì đầu tiên nó có thể là biết. À, mọi người đều biết, ai cũng biết. Bởi vì sao ạ? Truyền thông người ta nói nhiều đến trí tuệ nhân tạo quá. Nhưng mà có ai hiểu không? Đúng không? Rồi thì có ai nhớ không? Có ai vận dụng được không? Có ai sáng tạo được không? Nói chung là cái sự nhận thức của chúng ta về vấn đề đấy nó có thang đánh giá. Thầy không chốt ngay nó là thang nào, bởi vì có thể là có nhiều thang đánh giá, nhưng ở đây chúng ta phải làm rõ về khái niệm nhận thức em ạ. Khái niệm nhận thức nha, khái niệm trí tuệ nhân tạo nha, khái niệm sinh viên nha. Rồi thì nhận thức của sinh viên về trí tuệ nhân tạo được hiểu là gì? Đó, đấy mới là cái thứ mà nó cần tồn tại ở trong cái chương này, chứ không phải là trí tuệ nhân tạo. Ok chưa? Xong bắt đầu làm rõ về trí tuệ nhân tạo chán chê đi, nhưng không hề có một cái chữ nào đề cập đến nhận thức cả. Thế thì bây giờ các bạn đã thấy là cái câu chuyện mà khi chúng ta phân tích đề tài, chúng ta thấy là quan trọng chưa? Vậy đề tài này gần như là chúng ta đi lệch mất hướng rồi đấy. Lạc mất lối rồi. Lạc mất lối rồi. Thế bây giờ cái câu chuyện quan trọng nhất là nhận thức thì là gì? Đánh giá ở đâu? Bởi vì nếu như em không làm rõ nhận thức là gì và đánh giá qua cái thang nào thì làm sao em biết được em đánh giá họ ở đây là ở chương 2 họ đánh em đánh giá họ như nào, họ đang ở mức độ nào, tỷ lệ ở các mức độ ra sao. Trong cái lớp này chỉ có khoảng độ 5-60 người thôi thì bao nhiêu người ở trong nhóm nào, ví dụ như bao một khoảng độ 80% đang ở cái nhóm là biết thôi đúng không, còn đâu khoảng độ 20% là ở cái nhóm mà hiểu chẳng hạn, ví dụ thế, thầy lấy ví dụ thế nhé. Đấy, ví dụ thế. Thế thì bây giờ cái chương 1 bạn chưa làm rõ được. Cái chương 1 em đã đi sai mất hướng rồi. Em không thể nào làm tiền đề được cho chương 2. Cho nên khi mà thầy dạy các bạn ấy, đây này các bạn nhìn này. Thầy có một cái nội dung mà thầy rất muốn nói kỹ với các bạn, đó chính là cách các bạn đây 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 đây. Cách các bạn tư duy bố cục. Cái tư duy bố cục không phải là cái câu chuyện mà em và thầy chúng ta cùng ngồi nghĩ xem mà thầy ơi chúng ta vẽ cái gì trong bài nhỉ. Không không. Chúng ta quyết định câu chuyện chúng ta làm các mục gì nhưng mà nó hoàn toàn bị phụ thuộc bởi cái gì các em? Bởi cái mục tiêu nghiên cứu của mình. Bởi cái nội dung mình nghiên cứu. Đấy, chứ không phải chúng ta muốn làm thế nào cũng được. Đấy nhỉ? Môn niên luận. Ừ, niên luận. Niên luận thì thực ra nói thật với các bạn, cái khóa luận tốt nghiệp ấy, nhiều trường người ta gọi khác nhau. Mình thì mình cũng không rõ lắm về niên luận nhưng mình đang đồ rằng nó giống như là khóa luận đấy các bạn ạ. Đấy. Đúng rồi em ạ, niên luận nó cũng có thể là một cái dạng của nghiên cứu đấy. Cho nên bạn lưu ý nhé. Ok, cảm ơn Phong. Bạn Phong bạn ấy khá là ok về ngoại ngữ và thầy đang nhờ bạn ấy có gì thì hỗ trợ. Vì thầy thực sự là thầy đang rất muốn học ngoại ngữ. Và thầy cũng đang học. Và có cái mục tiêu rõ ràng để cũng mong muốn là đạt được cái mục tiêu của mình để phục vụ cho quá trình nghiên cứu và học tập của mình ngày càng tốt hơn. Các bạn cũng nên như vậy nhé. Các bạn cũng nên mở rộng cái ngoại ngữ của mình ra. Đừng giới hạn mình các bạn ạ. Ok mà bây giờ thầy 32 tuổi rồi mà thầy vẫn đang
đang bắt đầu học mà, cho nên các bạn cũng đừng mà ngại nhá. Năm ba giống giờ tiểu luận đúng không? Ok nhé các bạn nhé. Vậy là cái chương số 1 này chúng ta biết là bạn ấy đang 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 lệch hướng nhé. Chương 2 này chúng ta không nên đặt là khảo sát nhận thức. Các em nhớ, các em không nên đặt là khảo sát nhận thức, mà cái này đặt là gì ạ? Thực trạng. Đấy, về nhận thức. Hoặc là thực trạng nhận thức về trí tuệ nhân tạo của sinh viên. Gì gì đó. Ok. Bạn ấy khái quát về lớp này thì cũng không sao, nhưng chúng ta lại không nên đặt khảo sát. Bây giờ thầy đang nói rằng là như là các bạn tập trung này, thầy lại có một cái câu hỏi nữa dành cho các bạn nhé. Ở đây thầy có một cái mục là mục 2.2. Thầy nói rằng mục 2.2 đang bị mắc lỗi về về tính logic. Đố các bạn biết lỗi này nằm ở đâu, tại sao lại thầy nói như vậy? Xin mời các bạn comment ạ, xem ai nói đúng và nhanh nhất nhé. Xin mời các bạn comment ạ. Thầy đang nói rằng là cái mục 2.2 này đang bị mắc lỗi logic. Đố các bạn biết tại sao thầy nói như vậy? Nào xin mời. Nào xin mời các bạn comment đi ạ. Tại sao mục cho một mục 2.2 đang mắc lỗi logic ạ? Có ai phát hiện ra được không? Các bạn mà không phát hiện ra được thì kiểu gì đến khi làm bài các bạn cũng thế. Thầy đã thấy có một bạn viết viết tốt rồi đấy ạ, một bạn trả lời đúng rồi đấy ạ. Rồi, ok. Bắt đầu các bạn trả lời đúng rồi. Bạn Nguyễn Anh trả lời chính xác. Đang trùng với tên chương các bạn ạ. Đang trùng với tên chương. Bởi vì các bạn biết là các cái mục trong chương ấy thì nó phải thuộc cái nội hàm của chương. Chứ không bao giờ nó lại cùng cùng với cả tên chương nữa thì hai thằng này bằng bằng nhau à? Nha, cho nên các bạn sinh viên rất lưu ý. Đây là một trong những cái thứ mà thầy rất lưu ý các bạn sinh viên khi làm bố cục. Không nên để tiểu mục trùng với tên mục trùng tên chương. Thế bây giờ tên mục nó trùng tên chương rồi thì các cái mục con này bên trong là ý nghĩa là như thế nào? Đúng không? Đấy, các bạn lưu ý nhé. Ok. À, các bạn chờ thầy một chút nhé. Bây giờ thầy sẽ mở cái này ra. Thầy sẽ mở ra để thầy nói với cả để thầy mở cái bài ra để sau đó thầy chia sẻ với các bạn. Ok. Rồi. Vậy là có bạn anh đã trả lời đúng nhá. Nếu những bạn nào mà trả lời đúng ấy, các bạn muốn học có training thì thầy sẽ giảm ngay 30% trong cái buổi live ngày hôm nay bởi vì nó liên quan đến trung thu các bạn ạ. Rồi tiếp tục này, khảo sát này, quan điểm của sinh viên về trí tuệ nhân tạo, quan điểm, nhận thức, hình dung sử dụng, loại hình sử dụng, lợi ích hạn chế, loại hình sử dụng lợi ích hạn chế, nhận thức của sinh viên về ứng dụng, có nghĩa là bạn đang đi khảo sát về các cái, có nghĩa là sinh viên biết cái gì về vấn đề đấy, sinh viên biết cái gì về vấn đề đấy. Mình xin nói lại nhé, đây là một cái bài được 8,5 điểm, được 8,5 điểm và bạn này đang muốn thầy tư vấn xem là bài của bạn ấy chưa tốt ở đâu và chỗ nào đã tốt rồi để bạn ấy rút kinh nghiệm. Thì thầy nói luôn đến thời điểm này thầy nói luôn 8,5 điểm ấy là cũng là cô giáo cũng châm trước đấy. Các bạn nhớ nhé, chúng ta khảo sát đánh giá người ta về một cái nhận thức của người ta thì chúng ta phải có thang, chúng ta phải thống nhất là chúng ta sử dụng thang đánh giá nào để đánh giá được cái nhận thức của họ. Đúng không? Đánh giá thang nhận thức của họ. Và ở đây bạn thấy là bạn lại đi sử dụng về hỏi người ta về ứng dụng này, nhận thức của sinh viên về ứng dụng trong giáo dục, ứng dụng trong giải trí. Nhưng thực ra ấy, cái phần này của bạn rất là hạn chế. Bởi vì AI ấy, nó đâu có phải là chỉ trong giáo dục với giải trí đâu các em. Thầy nghĩ rằng là chả có một cái lĩnh vực gì mà AI nó không xâm lấn vào luôn đấy. Các bạn thấy nông nghiệp cũng thế thôi, các là ngành công nghiệp cũng thế chứ, mắc mớ gì mà giải trí với cả giáo dục, đúng không các bạn? Đặc biệt là các ngành công nghệ cao. Thế cho nên nếu mà chúng ta chỉ hỏi họ về trong lĩnh vực mà AI áp dụng thì mà chỉ có hỏi hai nội dung này thôi thì thực sự là chưa phản ánh được hết nhá, chưa phản ánh được hết đâu. Khóa luận của em cô đổi tên, cô đổi đề tài mà em tìm mãi không có công trình nghiên cứu liên quan thì phải làm như thế nào? Ok, thế sao em không hỏi cô? Cô đổi đề tài của em thì cô phải có ý đồ chứ, làm sao mà cô có thể cô đổi được? Vậy nhá, cái chương 2 của em ạ. Chương 2 của em nhìn về hình thức thì các bạn thấy không ạ? Không ai chơi ABC ở đây cả nhé. Bởi vì A ở đây thì lại có mấy mục A liền, không ai chơi như vậy.
mà 2.2.2. Đấy, ở đây bạn lại show ra mục cấp độ 4. Bây giờ mình hỏi các bạn sinh viên ở đây một câu nữa nhé. Đố các bạn biết tại sao chúng ta không nên show mục cấp độ 4 ở đây ra mà chỉ nên để ở mục cấp độ 3 thôi. Đố các bạn biết tại sao ạ? Các bạn comment cho mình muốn xuống là tại sao nhé. Tại sao lại không show mục cấp độ 4 mà chỉ show đến mục cấp độ 3 thôi? Mình có dạy nhé, mình có dạy nên là cái khóa training của mình này, tất cả nội dung thì các bạn muốn xem các cái khóa nghiên cứu khoa học bên mình ấy, do mình dạy, thì các bạn có thể là đi lên cái đường link bio trên kênh TikTok này nhé. Rồi bạn Yến Hoàng nói rằng là nó nhiều. Nó nhiều thì sao? Đố bạn biết tại sao? Em không biết ạ, nhưng thầy em có dặn không để cấp độ 4. Bạn Phương, thực ra bạn Phương nói đúng đấy, không nên để. Nhưng các bạn hãy nhớ một điều nhé, các thầy cô giáo rất nhiều khi là chỉ nói các bạn là không nên thôi. Nhưng mà đối với mình, đối với chính bản thân của mình, khi mình dạy các bạn, mình rất thích giải thích cho các bạn hiểu cái căn nguyên là tại sao. Bởi vì khi bản chất các bạn hiểu tại sao thì các bạn sẽ thực hiện nó một cách rất là chủ động. Mà các bạn thực hiện nó, các bạn cảm thấy rất là tự hào, kiểu là mình biết nó tại sao ấy, kiểu thế. Chứ không phải là thôi ông ấy bảo là thôi đến một cấp độ 3 thì mình để lại thôi, chứ mình chả biết là tại sao. Đấy, các bạn biết tại sao không? Bạn nói là dạ, cấu trúc nó xấu. Ok, cũng đúng đấy nhỉ. Công nhận xấu thật. Còn gì nữa không các em? Tại sao lại không để mục cấp độ 4 ạ? Các thầy cô dặn thế nhưng mà các thầy cô giải thích không? Tại sao ạ? Các bạn có thể follow cái kênh TikTok này nhé, để các bạn có thể hàng ngày xem được video luôn ạ. Điểm khác của chuyên đề và khóa luận là gì ạ? Chuyên đề và khóa luận. Thực ra bên mình ấy, bên trường mình thì không làm chuyên đề. Nhưng nói thật với bạn, thì quan điểm của cá nhân mình là khóa luận tốt nghiệp ấy, nó là một cái chủ đề mà sinh viên có thể là lựa chọn, sinh viên có thể tự lựa chọn và nghiên cứu liên quan đến cái chuyên ngành của mình. Còn chuyên đề thông thường là do chuyên đề liên quan đến các cái học phần, có nghĩa là cái chương trình học người ta xác định luôn cái chuyên đề đấy là gì. Đấy, mình suy nghĩ như vậy. Chứ còn tùy từng trường các bạn ạ, tên gọi nó khác nhau. Bị lập rồi. Ok, chính rồi, bị lập rồi. Có em nhé. Đây này, tất cả các bạn mà đã gửi bài cho mình này thì mình đều nhận xét free này. Các bạn có thể gửi qua đường link bio cũng được nhé. Ok, bây giờ mình sẽ giải thích cho các bạn tại sao nhé. Nếu không viết cấp độ 4 thì thay bằng gì vậy? Bạn Toàn Đinh. Rồi, ok. Bây giờ mình sẽ chia sẻ với các bạn này. Thứ nhất nhé, mình nói luôn, cái nội dung của bạn này trình bày đây nó chưa thuyết phục, bởi vì chúng ta chỉ trình bày có trong giáo dục và trong giải trí. Và cái thứ hai nữa, khi mà các em sử dụng các cái lĩnh vực để hỏi người ta xem là biết về lĩnh vực này không, và em quyết định là người này không có đủ nhận thức hay là có nhận thức ít về AI, thì thầy nghĩ là không đúng. Bởi vì nhận thức về AI người ta có thang nhận thức rồi, chứ không phải ông biết nhiều về nó ứng dụng trong lĩnh vực nào thì được coi là ông biết nhiều. Không phải đâu. Bởi vì cái mức độ nhận thức nó còn ở góc độ là sâu, chứ nó không phải là rộng em ạ. Và bây giờ thầy giải thích cho các bạn biết là tại sao thầy có trách tiểu luận bằng tiếng Anh không. Các em cứ yên tâm nhé, thầy có thể trách tiểu luận cho các em bằng mười mấy thứ tiếng. Trách đây là trách AI nhé, chứ không phải là đọc bài sửa đâu. Làm gì mà thầy biết lắm ngôn ngữ thế. Nhá, trách AI các bạn có thể trách đủ nhá, bằng tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Trung, tiếng gì cũng được, tiếng Hàn, tiếng Nhật. Ok. Thứ nhất này, chúng ta không nên show mục cấp độ 4 ra để làm là tại sao. Thứ nhất, nếu như tất cả các mục mà các bạn đều có mục cấp độ 4 mà các bạn show ra, thì ít nhất cái mục lục của các bạn nó phải dài 3-4 trang. Và như vậy nó rất là xấu. Và nó mất đi cái tính tập trung. Nó mất đi cái tính tập trung của bài, giống như kiểu bị loãng ấy. Cái đấy là cái đầu tiên. Cái thứ hai, nó mất cân đối. Thế nào là mất cân đối? Các bạn thử nhìn xem. Các bạn nhìn đây. Trong chương này bạn ấy show mục cấp độ 4. Các bạn nhìn thấy chưa? Nhưng mà trong chương này các bạn chỉ mục cấp độ mấy ạ? Cấp độ 2 thôi. Các bạn nhìn này, nó mất cân đối chưa? Mất cân đối. Nếu như mục này cũng show cấp độ 4, mục này show cấp độ 4 thì nó mất cân đối nữa. Đấy. Thế cho nên là về câu chuyện hình thức, chỗ này nó đa phần nó giải thích ở câu chuyện hình thức, mà các bạn cũng không cần phải 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 quá chi tiết ở các cái mục ở bên ngoài như này đâu. Nhá. Một cái vấn đề nhỏ nhỏ nữa thôi. Đó là khi mà bạn hỏi là nếu mà chúng ta không show mục cấp độ 4 ra thì sao? Thì thôi. Chúng ta không cần thiết nữa, chúng ta chỉ show mục cấp độ 3 thôi nha. Như này này. Rất cân đối này, cấp độ 3 nhá.
Sorry các bạn, đây. Đây, cấp độ 3. Tất cả đều cấp độ 3. Tất cả như vậy hết. Thế thôi. Các bạn nhìn bài nó cân đối không ạ? Và nó có đẹp không? Mục lục 2 trang duy nhất thế thôi. Đâu cần phải 5 trang, 6 trang làm gì. Đúng không ạ? Vậy là câu chuyện thì hình thức các bạn nhớ nhé. Các bạn muốn được mình nhận xét như thế này để các bạn rút kinh nghiệm cho bài của các bạn thì các bạn có thể gửi qua rất nhiều kênh. Các bạn cứ vào cái đường link bio của mình ấy, các bạn thấy kênh thì các bạn có thể gửi. Thì thầy sẽ cố gắng sắp xếp trong các phiên live cho các bạn. Vì mỗi một buổi live ấy, thầy chỉ dành ra khoảng độ 1 tiếng rưỡi thôi, chứ thầy không có nhiều thời gian, bởi vì thầy cũng rất là bận. Ví dụ ngày mai các bạn được nghỉ chẳng hạn, ngày mai thầy vẫn đi thỉnh giảng bình thường, cho nên rất là bận, cho nên thầy chỉ có 1 tiếng rưỡi thôi, cho bạn thông cảm nhé. Rồi, ok. Các bạn nhìn này, các bạn nghe này. Tiếp tục đến chương 3, thầy nhận xét cho bạn nhé. Đề xuất các giải pháp nâng cao nhận thức cho sinh viên về trí tuệ nhân tạo trong thời gian tới. Thứ nhất nhé, thế nâng cao nhận thức cho sinh viên về trí tuệ nhân tạo để làm gì? Ok, nếu như bảo là cho nó tốt đi, thế thì chúng ta nói là gì ạ? Đề xuất một số kiến nghị, chứ chúng ta không nên đề xuất một số giải pháp. Cái thứ hai nữa là đã nói là kiến nghị, thì là kiến nghị đối với đối tượng nào? Ai là những người mà có trách nhiệm trong câu chuyện là nâng cao nhận thức cho sinh viên? Thì các bạn nói là kiến nghị đối với sinh viên, chứ không phải là giải pháp. Để giải pháp tên là nâng cao nhận thức cho sinh viên về trí tuệ nhân tạo. Thế bây giờ cái tên mục này của em bằng tên này à? Bằng giống với cả tên chương à? Thế bây giờ tôi hỏi là em ơi, làm sao để nâng cao nhận thức cho sinh viên? Ui giời, đơn giản có cái gì đâu. Nâng cao nhận thức cho các bạn là được. Ui giời, nói như em thì ai chả nói được. Thế đây, đúng thế đây. Thế làm sao để nâng cao nhận thức cho sinh viên? Ui giời, thế thì nâng cao nhận thức cho sinh viên. Ui giời, nói thế thì có cái gì đâu để mà nói nữa nhỉ? Được chưa? Ok nhá. Ui giời, tí nữa thì đổ cốc nước. Rồi. Dạ, cho em hỏi, mình thuê các công ty chuyên về khảo sát thì họ đi khảo sát cho mình có vi phạm gì không ạ? Thực ra thì mình cũng chưa đi thuê các công ty này, cho nên là mình không biết chất lượng của họ như nào. Bởi vì là một số kênh thì người ta ghi là người ta cung cấp dịch vụ số liệu, nhưng mà nói thật với các bạn này, mình không tin tưởng họ. Cho nên đa phần thì mình thấy các cái nhà nghiên cứu, những cái thầy cô mà xung quanh mình ấy, thì người ta tự làm. Hoặc là người ta có một nhóm, người ta đi thuê, nhưng người ta đi thuê trong câu chuyện là đi làm cùng người ta, chứ không phải là người ta đi thuê để có được dữ liệu mang về. Đấy, các bạn nhớ nhé. Ok Phong nhé, bởi vì thầy đang like cho nên thầy không check được đâu em ạ. Tí nữa thầy sẽ xem. Chỗ này bạn hỏi sửa như thế nào đúng không? Thì ở đây mình nói rồi ạ, đó là các cái kiến nghị các bạn nhé. Kiến nghị ạ. Kiến nghị, một số kiến nghị nhằm nâng cao nhận thức chẳng hạn. Thì bạn kiến nghị với ai? Bạn xem rằng là ai là những người mà có trách nhiệm trong câu chuyện nâng cao nhận thức cho sinh viên. Đấy, đúng không ạ? Quy chế thì mỗi trường một khác bạn ạ. Bạn nên đọc quy chế của nhà trường. Và thực ra nói thật với bạn ấy, là mình đọc các quy chế thì nhiều khi nhà trường người ta chỉ nói chung chung là không được gian lận thôi, chứ người ta không cấm là bạn làm sao để có dữ liệu đâu. Đấy, miễn sao là bạn trung thực với cái thông tin là được mà. Đấy nhá, ok nhá, các bạn nhớ này nhá. Kiến nghị với những đối tượng có liên quan. Thì kiến nghị với ai? Thế thì nói thật với các bạn sinh viên như này này. Kiến nghị không phải là chúng ta viết bừa đâu. Kiến nghị cũng phải dựa trên rất nhiều các cái tài liệu chúng ta đọc. Chúng ta biết là bây giờ kiến nghị cho sinh viên thì làm sao để có nhận thức. Chứ không phải là chúng ta nói là sinh viên nên đọc sách nhiều nên này nên kia. Ok, cái đấy thì đúng rồi. Nhưng mà ngoài ra các em ạ, thì một số nhà nghiên cứu người ta có các cái nghiên cứu có liên quan thì mình hoàn toàn tham khảo được của họ thôi nhá. Ok. Bạn Bảo Hân nhá. Các bạn cứ gửi bài qua, mình sẽ sắp xếp ạ. Em học trên trường mà không hiểu gì hết trơn. Thế từ nãy giờ thầy nói em có hiểu gì không? Em có dễ thế dễ hiểu hơn không? Tổ chức các hoạt động lồng ghép. Ok. Lồng ghép ứng dụng thông tin, ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào chương trình đào tạo cho sinh viên. Ok nhé các bạn nhé. Các bạn nhớ chỗ này chúng ta là kiến nghị. Kiến nghị chúng ta có thể kiến nghị với sinh viên, là sinh viên phải chủ động học tập này, ví dụ như thế đấy. Hoặc là với nhà trường, thì nhà trường cố gắng là
tổ chức nhiều các cái buổi tọa đàm, buổi talk show có liên quan đến chủ đề này để các bạn sinh viên mở rộng thêm kiến thức, ví dụ thế. Hoặc là kiến nghị đối với đoàn thanh niên là tổ chức các cái cuộc thi tìm hiểu về trí tuệ nhân tạo, rồi thì kiến nghị đối với khoa, khoa đào tạo là khi khoa áp dụng hoặc là thế nào đó. Nói chung là chúng ta hãy kiến nghị đối với những cái đối tượng, những cơ quan tổ chức xoay quanh sinh viên. Bên cạnh đó là sinh viên là trọng tâm. Đấy ạ. Ok nhé. Nãy em mới biết là không nên để năm một. Ok. Đó, mọi thứ chúng ta đều học được em ạ, không không lo đâu nhé. Em thấy không? Cứ mỗi cái bố cục thôi mà tại sao thầy phải nhận xét kỹ thế? Các bạn thấy chưa? Các bạn nhớ thầy một điều nhé. Thầy luôn luôn cố gắng để các bạn dễ hiểu này. Cái bố cục ấy, các em ạ, nó giống như một cái bộ xương của con người chúng ta ấy. Các em có thấy là khi mà chúng ta mất đi thì chúng ta có một cái bộ xương trơ trọi không? Nhưng mà một cái con người có cân đối hay không em ạ, nó phụ thuộc vào bộ xương. Sau đó mà đến thịt. Các em thấy bây giờ có một cái người nào đó mà tay người ta dài hơn cả chân. Các em nhìn nó có đẹp không? Các em thấy người nó có cân đối không? Thầy chưa nói là người ta có tập gym hay không, cân đối hay không. Nhưng mà tay cái dài hơn người, dài xuột ra, mất cân đối rồi. Thế thì đối với bài của em cũng thế. Có những cái mục mà em đi vào quá nhiều mà nó không phải mục chính đề tài của em. Thế thì rõ ràng mất cân đối của đề tài. Thế thầy chưa cần đọc nội dung em viết cái gì luôn. Thế cho nên giảng viên người ta sẽ dành rất nhiều thời gian để đọc bố cục này. Để người ta xem rằng bố cục của em có logic không, có tốt không, có trả lời được câu hỏi nghiên cứu đưa ra hay không. Sau đó người ta mới đọc nội dung. Chứ người ta không đọc ngay nội dung, người ta bỏ qua phần này đâu. Cho nên đây là cái thứ mà chốt chặn đầu tiên mà khi ra hội đồng là hội đồng sẽ chém phần này đầu tiên luôn. Thế cho nên các em nhớ cho thầy một điều là khóa luận tốt nghiệp và luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ, người ta có cái một cái vòng là vòng bảo vệ đề cương. Đó là cái vòng mà trình bày tất cả các mục bên trên này, trong đó có cả cấu trúc của đề tài. Đấy, thì khi có cấu trúc của đề tài ngon rồi thì bắt tay vào viết chứ. Được chưa? Bạn Thơ Trần ơi, cái khóa luận tốt nghiệp ấy là một cái bài mà dạng nghiên cứu khoa học mà có tầm quan trọng bậc nhất của một bạn sinh viên trong 4 năm đại học. Em nhé, nó là sự kết tinh của chuyên môn em học và cái phương pháp, các cái phương pháp triển khai nghiên cứu khoa học. Nếu em chưa biết gì về khóa luận tốt nghiệp luôn ấy, thì em có thể là vào cái đường link bio này, em click vào cái ở trên đó nó có khóa training ấy. Đấy, thầy nghĩ cái đấy nó dành cho em. Bởi vì em đọc luôn nội dung là em được học cái gì. Và thầy sẽ dạy bài bản cho em làm. Chứ bây giờ hỏi thầy là khóa luận tốt nghiệp làm sao thì thực sự nó phải theo đề tài em ạ, chứ nó không thể nào hỏi là làm sao là mình nói vanh vách là làm như này làm như kia được nhá. Bạn ô này, cách check Turnitin in thế nào vậy ạ? Ok, bạn muốn check Turnitin in, check Turnitin in thì ai cũng check được cho bạn, nhưng mà ai là cái người có thể tư vấn giảm tỷ lệ trùng lặp cho em xuống được ấy, thì em mới, đấy mới là quan trọng nhá. Em cũng có thể liên hệ qua đường link bio nhá, bạn ô này nhá. Thơ Trần ơi, em lên em kích vào em xem nhá. Thơ Trần ạ, nó có thông tin sẵn trên đó rồi. Thầy không tiện nói ở đây bởi vì phiên live này TikTok người ta sẽ không cho mình nói những cái điều liên quan đến giá hay phí đâu. Nhưng mà em cứ yên tâm là chưa bao giờ thầy làm một cái điều gì đấy mà các bạn sinh viên phải lăn tăn về giá đâu nhé. Bạn Music này, bạn xin một bài, một file nghiên cứu khoa học của khoa luận tốt nghiệp để tham khảo. Các bạn lưu ý này. Đây là một cái file này. Đây là một cái file. Trong này nó có 13 tài liệu. 13 tài liệu, các em nhìn thấy chưa? Nhá. Trong này tất cả các bài trong này đều được chấm điểm từ 9 đến 9,8 điểm. Tất cả các bài này đều là bài của học viên của thầy chứ không phải là thầy lấy trên mạng về. Trong đó thì thấp nhất là 9 điểm. Gồm các cái bài khóa luận tốt nghiệp, nghiên cứu khoa học, khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, báo cáo kiến tập. Nói chung là tất cả các dạng mà các em cần. Nhưng mà bạn này bạn muốn xin bài để tham khảo ấy, thầy nói thật với các em là chúng ta nhìn bài của một người khác thì chúng ta làm theo ấy, đấy không phải là cách đâu. Bởi vì đôi khi các em nhìn bài đó, biết đâu bài đó điểm nó thấp là sao. Khóa luận tốt nghiệp hay là luận văn thạc sĩ vẫn 7 điểm bình thường nhá. Khóa luận tốt nghiệp vẫn 7 điểm bình thường, cho nên đừng có tham khảo. Mà tham khảo ở đây là chúng ta phải biết cách làm bài bản rồi chúng ta mới đi tham khảo, để chúng ta đánh giá được tài liệu tham khảo em nhé. Làm bằng hỏi sao cho chuyên nghiệp để khảo sát ạ. Mấy cái bài này thì là tài liệu này, các em nhìn này, tài liệu này tài liệu gửi học viên, cứ là học viên của thầy thì thầy sẽ gửi cái bộ này free luôn, và các bạn tha hồ tham khảo. Dạng nghiên cứu định lượng định tính có hết,
nhá, và lưu ý nhé. Ok em, rồi ok nhá, bố cục thì là be bét như vậy rồi. Trên TikTok like hạn chế lắm ạ. Ừ, thực ra là thầy, thực ra là trên kênh mà em đang nói ấy, thì thầy cũng có khoảng độ 7,5k follow, nhưng mà thầy cũng chưa like bao giờ. Đấy, khi nào mình viết báo được vậy thầy? Viết báo á, em viết khi nào cũng được, em viết khi nào cũng được. Bên thầy nhá, bên thầy cái khóa nghiên cứu khoa học chuyên sâu ấy, thì có nguyên cả một cái chuyên đề về viết báo, viết tạp chí khoa học ấy. Và sau đó thì giảng viên đó người ta có thể hỗ trợ các bạn trong quá trình đăng, bởi vì giảng viên đấy là reviewer, thầy là reviewer của một số tạp chí của Mỹ, của nước ngoài. Thì hôm vừa rồi thầy cũng vừa đăng một cái tạp chí mà thầy đấy kết nối đăng tạp chí nước ngoài cho cái nhóm nghiên cứu khoa học sinh viên của thầy xong, đăng hồi tháng 6, đúng đến ngày 30 tháng 5 thì đăng xong. Thì đến ngày tháng 6 các bạn đã bảo vệ, thế là các bạn được cộng 1 điểm, được cộng 10 điểm trong cái quá trình mà các bạn bảo vệ, và cuối cùng các bạn được giải của học viện đấy. Mình viết xong báo cáo thì viết báo theo mình. Ok, bạn mình mà bạn là Hoàng Minh nói cũng đúng rồi. Mình phải xong nghiên cứu rồi mình viết được bài báo em nhé. Bài báo là bài rút gọn em ạ. Ừ, Thanh Thanh. Thanh Thanh ơi, thầy có rất rất nhiều kênh khác nhau. Em có thể trên lên cái đường link bio trên kênh TikTok này. Em vào cái thầy không tiện nói cái kênh ấy ra. Nhưng mà trên đó là thầy có chụp lại các cái phiên live và thầy đăng lại nhé em nhé. Em biết rồi đó, chắc chắn là kênh nào rồi đúng không? Thầy đang công tác tại đâu à? Hiện nay thầy đang giảng viên chính của Học viện Chính Quốc gia. Ngoài ra thì thầy còn là giảng viên thỉnh giảng của nhiều trường khác. Ví dụ như sáng mai thì thầy sẽ dạy cho USSH này. Các bạn có biết USSH là trường nào không? Và thứ hai tuần sau thì thầy sẽ dạy cho trường Nha Trang này. Đấy, ví dụ thế. Ok nhé, đi vào nội dung nhé các em nhé. Đi vào nội dung ấy thì bắt đầu thầy sẽ nhận xét này, các em nghe này. Các bạn hãy tập trung nghe, bắt đầu thầy đi vào nội dung này. Nội dung nó còn hay hơn nhá. Nội dung thầy nhận xét chắc chắn sẽ hay hơn phần bố cục luôn. Ok, tiếp tục nhá, nghe nhá. Thầy sẽ dạy cho các bạn cách các bạn viết tính cấp thiết của đề tài, hay còn gọi là mục lý do chọn đề tài, viết như thế nào cho đúng. Thầy sẽ dạy cho các bạn viết đúng 5 ý thôi. Mỗi một ý các bạn viết tại trường Đại học Nha Trang, em không biết là trường nào hả? Trường Nha Trang là trường Đại học Nha Trang đấy em. Rồi nhá, các bạn nhớ nhá. Mỗi một ý chúng ta viết thành một đoạn văn. Ví dụ như là bạn muốn viết một cái phần về bối cảnh của vấn đề. Đây, thầy lấy ví dụ nhé. Bạn này, bạn viết bối cảnh này. Bối cảnh. Bạn có thể là viết bối cảnh toàn cầu. Bạn ấy trình bày bối cảnh quốc tế trước. Sau đó bạn trình bày bối cảnh Việt Nam cũng không sao. Nhưng các bạn nhớ nhé, chúng ta sẽ có 5 ý. Các bạn có thể ghi lại như sau. Đây là các bạn ghi lại thôi, chứ còn cách viết chi tiết như thế nào ấy thì thực sự rất khó để thầy có thể nói hết trong một buổi này được. Thứ nhất là chúng ta phải trình bày bối cảnh của vấn đề, cũng nghĩa là cái vấn đề mà chúng ta đang nghiên cứu này. Cái nhận thức của các bạn sinh viên đang trong cái vấn đề AI ấy, cái vấn đề trí tuệ nhân tạo ấy, nó nằm trong bối cảnh nào? À, bối cảnh quốc tế hiện nay người ta đang gì? Người ta đang phát triển rất mạnh cái đó mà người ta áp dụng AI trong mọi hoạt động. Thế bây giờ cái nhận thức của con người, đặc biệt là sinh viên trong vấn đề AI quan trọng không? Rất quan trọng nha. Ý đầu tiên là bối cảnh của vấn đề. Bối cảnh này các em có thể trình bày bối cảnh quốc tế, hoặc là bối cảnh thứ hai, bối cảnh Việt Nam. Bối cảnh ở đây các em thấy là gì? Cái vấn đề nhận thức về AI nó đang đặt trong cái bối cảnh quốc tế đang phát triển như vậy. Việt Nam của chúng ta thì đang gì? Chính phủ này, rồi thì Bộ Giáo dục này, hoặc là các bộ có liên quan này, người ta đang gì ạ? Người ta đang thúc đẩy cái chuyển đổi số quốc gia. Chuyển đổi số quốc gia là gì? Trong cái chuyển đổi số đó thì có thể là áp dụng các cái vấn đề liên quan đến AI nhé các bạn nhé. Đúng không ạ? Đấy, trong một cái bối cảnh như vậy thì cái việc nhận thức của sinh viên về AI quan trọng không em? Rất quan trọng nha. Thế cho nên cái vấn đề thứ hai là gì? Trình bày về tầm quan trọng của vấn đề. Có nghĩa là các bạn sinh viên mà có nhận thức đầy đủ về AI thì nó sẽ hỗ trợ các bạn trong vấn đề gì? À, hội nhập. Đúng không em? Hội nhập. Sự hiểu biết của chúng ta về AI, đúng không ạ? Rồi, thì bên cạnh cái vấn đề quan trọng như vậy thì nó cái vấn đề thứ ba nó sẽ xuất hiện, đó là gì? Khoảng trống tri thức. Cái vấn đề về nhận thức của sinh viên trong vấn đề AI rất quan trọng như vậy. Nhưng mà thực tế khi các bạn đọc tổng quan nghiên cứu, các bạn phát hiện ra là gì? Nó xuất hiện những khoảng trống. Ví dụ như chưa có đề tài nào nghiên cứu về cái nhận thức của sinh viên về AI chẳng hạn. Hoặc là có những đề tài nghiên cứu rồi nhưng mà nó đang khuyết ở chỗ nào. Hoặc là chưa đề tài nào nghiên cứu tại trường trường này chẳng hạn.
thì cái hạ phạm vi thu hẹp đi. Đấy. Khoảng trống thì là như vậy, thì bắt đầu chúng ta đưa ra một cái vấn đề gì? Là tính cấp thiết. Quyết là nếu như mà không nghiên cứu như vậy thì sẽ xảy ra vấn đề gì? Tính cấp thiết nha. Xong cuối cùng là gì? Mục tiêu của đề tài này là gì? Đấy. Vậy là cứ viết 5 ý như vậy. Nhớ chưa? Viết 5 ý như thế và sau đó là gì? Có các trích dẫn khoa học làm gì? Làm nền bổ sung cho những cái nhận thức bổ sung cho những cái lập luận. Để gì ạ? Để tăng thêm cái trọng lượng cho phần viết của mình là ok rồi. Rồi chính thức chính xác nha em nha. 2554 nha. Thầy ơi, trích đạo văn được tư vấn sửa tỷ lệ trùng lặp thì mất phí. Ok. Các bạn sẽ được tư vấn sửa tỷ lệ trùng lặp miễn phí. Có nghĩa là các bạn trích xong các bạn mà bị trùng ấy thì thầy sẽ dạy cho các bạn cách các bạn sửa. Mà kinh khủng nhất có những bạn sinh viên bạn ấy chỉ sửa trong khoảng độ 30 phút thôi là bạn đã giảm được 23%. Đang từ 45% xuống còn 22%. Đây là câu chuyện có thật mà thầy vừa mới đăng cách đây khoảng độ 2 3 hôm gì đấy. Những bạn nào follow thầy thì đều cập nhật được những thông tin này. Có 30 phút thôi, giảm ngay 23%. Mà không hề dùng thủ thuật, không hề sai gì luôn nha. Làm đúng theo quy định của nhà trường nha. Đó. Thì quan trọng là biết sửa ở đâu, đúng không? Các bạn thấy là giống như hình như có một cái câu chuyện gì đó, một cái nhát búa nhỉ, một cái nhát búa là mấy nghìn đô đúng không? Quan trọng là gõ vào đâu, đúng không? Chứ không phải là cái độ khó của nhát búa, mà quan trọng là gõ cái búa đấy vào đâu. Đó. Rồi ok, về tổng quan nghiên cứu thì ở đây các bạn nhìn này. Các bạn sinh viên nhà mình rất hay bị chồng bị kiểu này nhá, nhìn thấy không? Đấy. Thứ nhất, bạn này bạn ấy không hề làm tự động. Cái con số 1 này với ngoặc vuông này đang dùng tay đánh, đánh đánh này. Đấy, đấy. Đấy. Không phải nha. Các bạn sinh viên đừng ai làm như này nha. Thầy sẽ làm cho các bạn xem. Đây này. Đây thầy có một cái bài viết như này nhé. Ok đây đúng không? Ok. Nhìn nhé, nhìn con chuột thầy này. Đây các bạn nhìn này. Thấy chưa? Thích, các bạn thích hình vuông đúng không? Đây hình vuông đây. Đấy thấy chưa? Các bạn thấy chưa? Thì nó phải thế chứ. Tất cả đều là tự động hết này, bôi nhá. Nó sẽ hiện màu đen lên nhìn chưa? Đây thế này. Tất cả đều là màu đen hết. Chứ không phải là chúng ta đánh số 1 vào đây. Đây nhìn này, nhìn có đâu? Này, làm gì có màu đen hiện lên đâu. Đấy chưa? Các bạn 70 bạn đang xem các bạn thấy chưa nhỉ? Mọi thứ làm tự động, làm xong con số 1 ở đây thì sẽ có con số 1 ở đây. Bây giờ nhé, thầy sẽ cho con số 1 này biến thành con số 2 này. Nhìn thấy còn thành con số 2 chưa? Con số 1 đây nhé, con số 2 đây nhé. Các bạn biết tại sao không ạ? Tại sao từ 1 biến thành 2 không? Bởi vì đây là kiểu trích IEEE. Nó sắp xếp tài liệu tham khảo bên dưới này theo trật tự xuất hiện của tài liệu trên này. Thằng này đầu tiên chỉ có một mình nó thôi thì nó sẽ là đóng vai trò là số 1. Nhưng sau khi đã có thằng này ở đây rồi thì thằng này sẽ là số 2. Và thằng này là số 2 thì auto thằng này cũng là sẽ là số 2. Và thằng này là số 1, thằng này là số 1. Vậy cái citation ở bên này bao giờ cũng link trực tiếp với bibliography. Chứ không phải là làm trên này gõ số 1 xong là chạy xuống đây viết. Bây giờ em thử dùng tay em viết cho thầy cái dòng này xem. Hoặc là em dùng tay em viết cho thầy hai cái dòng này xem. Đảm bảo rằng là em viết sai ngay. Thứ nhất là toàn là tiếng Anh đây. Thứ hai là gì nhìn này. Đấy. Rồi thì số bao nhiêu, rồi thì trang nào, rồi thì đăng vào tháng mấy năm 2013, rồi thì đường link của nó. Em nhìn thấy nhiều thông tin không? Em viết bằng tay đoạn này là chết luôn đấy. Ok nhá. Cái nhỏ như vậy thôi các em cũng sẽ được học luôn trong khóa training. Ok nhá. Và thầy giải thích căn bản cho các bạn luôn về các kiểu trích dẫn. Chứ không phải là gì? Ui giời ơi, các em viết các em phải trích dẫn vào chứ. Nói như thầy thì ai chẳng biết là viết là trích dẫn như nào. Thầy dạy em cái. Đấy. Thầy sẽ dạy các bạn tới nơi luôn đấy. Giải thích cặn kẽ và dạy tới nơi. Thế cho nên cái khóa đấy nó gọi là khóa training. Có nghĩa là gì? Các bạn đã được học rồi, nhưng bây giờ sẽ được gì? Bổ sung căn bản chặt chẽ hơn. Em chưa biết gì về máy tính đúng không? Thì em sẽ được gửi, thứ nhất được gửi một cái đường link để tải phần mềm.
Thứ hai, em sẽ được gửi một cái video để hướng dẫn em tải. Thứ ba, nếu như em không tải được nữa thì bên thầy sẽ có một cái bạn trợ lý về kỹ thuật. Còn nếu bạn em mà không hỗ trợ được, vì thực ra cái này nó chỉ là hỗ trợ sinh viên thôi, chứ còn không phải là bên thầy phải cài cho các em đâu. Còn nếu các em không cài được nữa gì, lại giống thầy thôi. MacBook khó cài quá, mang ra quán người ta cài cho nhát xong. Mang ra quán mà bán MacBook ấy. Cài xong, sau đó thầy sẽ dạy cho các bạn cách làm trên máy tính nhá, không sợ. Rồi. Các bạn sinh viên nhé, đây là đến câu chuyện thứ hai này. Các em có thấy rằng là bạn này cứ cuối một đoạn bạn lại có một cái ô vuông này không? Đó. Đó. Đây không phải là cách trích nha. Ở đây mà trích có nghĩa là cả cái phần này trích. Và như đại vậy, đây không phải là tinh thần của phần tổng quan nghiên cứu. Không phải tinh thần của tổng quan nghiên cứu đâu nha. Cái số 1 này này, các em nhớ nhé. Khi chúng ta tóm tắt tài liệu đây này, thì chúng ta làm gì có sử dụng cái gì của người ta đâu các em. Khải Vương ơi, em nhóm nào cũng có hết em ạ. Em vào cái đường link bio trên kênh TikTok này của thầy nhé, thầy sẽ add em. Đây này, đây là chỉ là thông tin của tài liệu thôi, mắc mớ gì mà chúng ta phải trích dẫn. Còn các cái thông tin ở dưới này là thông tin mà chúng ta tóm tắt tài liệu. Chúng ta có đâu có trích dẫn gì của người ta đâu em. Tôi không trích dẫn kết quả nghiên cứu ở đây. Tôi không trích dẫn kết quả nghiên cứu của anh để dẫn cho một cái vấn đề gì, mà tôi đang tóm tắt cái kết quả của người này. Thế tôi đâu, đây không phải là trích dẫn. Cho nên không phải là cứ cuối một đoạn văn là chúng ta lại phải đánh một cái ô như này đâu. Đấy, ok nhá. Rồi, ở đây thì bạn Hoàng Minh nói đúng rồi. SVS ở trên YouTube người ta dạy nhiều. Nhưng mà bên mà các bạn nhớ nhé, là khi chúng ta làm ấy, nó sẽ phát sinh rất nhiều cái vấn đề. Ai là cái quá trình mà người support cho chúng ta trong quá trình làm, thì cái đấy mới là cái vấn đề. Đấy, cho nên có học nó phải có hơn các bạn ạ. Ok. Mục đích nghiên cứu này, mục đích nghiên cứu và mục tiêu nghiên cứu là khác nhau nhé em nhé. Ở chỗ này này, mục đích và mục tiêu nghiên cứu là khác nhau này. Đó, cho nên bạn ấy viết là nghiên cứu nhận thức của sinh viên đó. Vậy là đâu có phải là mục đích nghiên cứu đâu nhá. Nhiệm vụ này, cơ sở lý luận về trí tuệ nhân tạo sai nhá. Đối tượng nghiên cứu, nhận thức của sinh viên về trí tuệ nhân tạo đây này. Nhận thức thì nói đúng rồi đấy, đối tượng nghiên cứu thì nói đúng rồi, đối tượng nghiên cứu thì nói đúng rồi, nhưng mà lại không biết link cái đối tượng nghiên cứu này đến cái bố cục bài của mình. Đối tượng nghiên cứu nói rằng là nhận thức của sinh viên, nhưng mà ở trong phần cơ sở lý luận lại làm hoàn toàn về gì, về trí tuệ nhân tạo. Vậy là gì, các em biết tại sao không ạ? Đây là một trong những cái dấu hiệu mà các bạn sinh viên khi đi tham khảo của các bài các anh chị trên mạng. Thế cho nên thầy thực sự là thầy không thích là gửi bài cho các bạn tham khảo đâu, không phải vì thầy kiệt sĩ đâu, mà về bản chất các em không cần phải xin thầy luôn. Các em chỉ cần biết đâu là nguồn, các em lên đó các em tự tải được. Mắc mớ gì về xin ông Phong, ông ấy bận thế chắc gì ông ấy nhớ ông ấy gửi cho mình tự mình tìm. Ok, không sao, đấy là cách đúng. Nhưng khi mình tìm được tài liệu rồi, mình có biết đâu là tài liệu tốt, đâu là tài liệu không tốt không? Mà cái cách tham khảo của mình là gì, mình không hiểu bản chất của nội dung, bản chất của cách làm, cho nên mình tham khảo khảo theo kiểu máy móc. À, anh chị viết thế gì, tôi cũng viết thế, anh chị viết vậy tôi cũng viết vậy, nhưng bản chất mình không hiểu, cho nên mình không hề đánh giá được anh chị viết đúng hay viết sai. Thậm chí luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ viết còn không đúng, vẫn còn đang bị gì, vẫn đang bị người ta đang đấu tố kìa. Thế thì bây giờ mình vớ phải tài liệu đó mình có tham khảo không? Có, bởi vì mình đâu biết gì đâu. Cho nên các em ạ, hãy trang bị kiến thức bài bản, rồi lúc đấy muốn tìm cái gì thì tìm, muốn tham khảo của ai thì tham khảo. Bởi lúc đấy các em có khả năng rồi, khả năng chống luôn cả những cái vấn đề mà làm không tốt rồi đúng không ạ? Ba em đúng không? Phong, ba em luận văn thạc sĩ 9 điểm đúng không? Ok. Rồi, ok. Ba em là bằng điểm với thầy đấy. Thầy ngày xưa cũng chỉ được 9 điểm thôi. Bởi vì nếu ngày đấy mà có thời gian mà kịp viết một bài báo nữa thì có thể là được 10. Bởi vì 9 điểm là cái khung gần như cao nhất nếu như không có bài báo rồi. Nhá. Rồi, dao sắc cái thường nó không gọt được chuôi đâu. Bố giỏi chứ chắc có dạy được con đâu em ạ.
Ok nhé, nói vui vậy nhá. Tí về bố ở đấy, tao dạy được mà thầy mày bảo không dạy được. Đúng là thầy mày vớ vẩn thật. Ok, phương pháp nghiên cứu. Thì thực ra các bạn lưu ý cho mình nhé. Khi viết phần phương pháp nghiên cứu này, nói chung là mình rất là tâm huyết trong cái khóa này. Nói chung là mình sẽ giải thích cho tất cả các bạn hiểu cặn kẽ phương pháp để viết như thế nào. Đây, đây chính là cách các bạn sinh viên viết đây. Phương pháp nghiên cứu. Nhưng không phải đâu các em ạ. Phương pháp ấy nó phải chia nhóm ra. Thứ nhất nhé, này. Phương pháp luận nó khác. Phương pháp để em thu thập tài liệu về nó khác. Có tư liệu về rồi, phương pháp khác. Phương pháp mà dành cho các cái tài liệu kiểu sơ cấp nó khác. À, cho các tài liệu thứ cấp nó khác. Vậy là phương pháp tôi thu thập về có rồi, tôi sử dụng tiếp phương pháp để tôi xử lý. Chia nhóm nó ra, xong trong nhóm đó mình lại viết chi tiết từng phương pháp một và bản chất của phương pháp là gì, chứ không phải là chúng ta viết theo kiểu là nhiều bạn sinh viên viết theo kiểu là gì ạ? À, phương pháp bảng hỏi là một phương pháp sử dụng các cái câu hỏi sắp xếp theo một trật tự dùng để thu thập dữ liệu từ những người được hỏi. Rồi ơi, tôi có hỏi, người ta đâu có yêu cầu bạn phải giải thích phương pháp này là gì đâu. Người ta yêu cầu bạn phải giải thích được phương pháp này sử dụng như thế nào. Bởi vì phương pháp nó quyết định câu chuyện là kết quả. Đó, em nhớ nhé. Thầy có hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp bằng tiếng Anh cho sinh viên. Các em yên tâm là khi các em làm khóa luận tốt nghiệp ấy, các em sẽ được có giảng viên hướng dẫn. Thế cho nên là không cần thầy hướng dẫn cho các em đâu. Đóng góp của đề tài. Đóng góp của đề tài, các em nhớ là đóng góp các em phải dựa trên các cái khía cạnh nhé, chứ không phải viết thành một đoạn văn kiểu chung chung này đâu. Rồi, đây này, mục bố mục con đang định dạng giống nhau này. Đấy, TN, bạn TN nhé. TN em có thể vào cái đường link bio trên kênh TikTok này nha em nhé. Thầy có cả khóa học để dạy các bạn bài bản từ đầu đến cuối luôn. Còn cái kênh mà như em nói ấy, thì thầy cũng có nhá. Cũng có phải có vài trăm video rồi đấy. Nhưng mà thực sự các bạn ạ, video trên các nền tảng ấy thì người ta giải quyết từng những vấn đề nhỏ nhỏ. Ví dụ như hôm nay bạn Phong bạn hỏi thầy là thầy ơi, tài liệu tham khảo lấy đâu? Thế thầy chỉ trả lời cho bạn Phong là em ơi, tài liệu tham khảo lấy đây lấy đây, cách lấy như này. Thế nhưng mà làm sao để các em có thể sâu chuỗi được bài bản cách thức triển khai từ A đến Z? Thế giờ bạn Phong bạn chỉ hỏi thầy mỗi câu là thầy ơi lấy tài liệu đâu? Nhưng bạn Phong đâu có hỏi thầy là thầy ơi lấy được về tài liệu về rồi, hàng trăm tài liệu rồi, bây giờ em như một mớ bằng bông, em không biết xử lý thế nào với đống tài liệu này, làm thế nào thầy? Ô thì bây giờ thầy lại phải ra video khác. Đấy, thế nhưng mà thầy, do bạn Phong bạn không hỏi câu đấy cho nên thầy không trả lời. Thế cho nên tất cả các video ở các nền tảng, tất cả các kênh, người ta chỉ mang tính tức thời cho một cái vấn đề cụ thể thôi. Nó sẽ rất khó để em sâu chuỗi, trừ khi em đã có kiến thức về vấn đề đó. Cho nên các bạn hãy có thể là quan tâm đến cái training nhé, TN nhé, cái khóa training trên kênh YouTube ấy, em có thể lên đó em xem thoải mái, các bạn nên xem thoải mái nhé. Trường mình có môn nghiên cứu không? Nhưng mà này hơn. Ô, cảm ơn bạn Hoàng Minh nhé. Mình không phải gì đâu, nhưng mà cái khóa training của mình ấy, hầu như khóa nào mình mở ra cũng có các thầy cô giảng viên đại học các trường luôn, trong đó cả các có những thầy cô của trường đại học quốc gia luôn, rồi các thầy cô ở đây không phải đến, gọi là không phải đến để học đâu, mà các thầy cô đến để cùng giao lưu ấy, để cùng chia sẻ, và các thầy cô cũng 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 đánh giá rất là cao, các bạn có thể tham khảo. Ok, bây giờ đi vào câu chuyện tiếp theo nhé, là câu chuyện khái niệm. Đây là một trong những câu chuyện mà các bạn sinh viên viết không tốt. Thực ra bạn sinh viên này, các bạn biết tại sao bạn được 8,5 điểm không? Các bạn biết tại sao không ạ? Đây là một bạn sinh viên, bạn ấy chưa phải là sinh viên năm tư đâu, nhưng bạn ấy cũng đã biết cách triển khai khá là bài bản một số phần, mặc dù nó chưa tới nhá. Nếu như cái mức độ cao nhất là 10 thì bạn ấy đang với được ở cái mức độ khoảng độ 7 à. Như vậy đã là tốt lắm rồi, đang hơn rất nhiều các bạn sinh viên khác, cho nên là bạn ấy được xứng đáng là 8,5 điểm. Còn các bạn sinh viên khác kiểu cô giáo tạo điều kiện ấy, kiểu cho 7 ấy, kiểu kiểu thế. Đây này, viết khái niệm, bạn ấy biết trình bày lịch sử khái niệm của vấn vấn đề đó. Bạn biết trích dẫn một số khái niệm có nguồn hẳn hoi. Đã hơn những người khác chưa? Các bạn thử xem đã hơn những bạn sinh viên năm nhất năm hai chưa? Rồi, xong cuối cùng bạn ấy đưa, dựa trên quan điểm trên, bạn ấy đưa ra một khái niệm chung nhất về nó. Hơi bị ok nha. Mặc dù bạn ấy viết chưa sắc sảo, chưa tốt, trích dẫn chưa ok, chưa tự động. Nói chung thầy nói rồi, mức 9-10 điểm thì chưa tới. Nhưng bạn ấy đã làm rất tốt hơn rất nhiều các bạn sinh viên năm
cùng cùng lứa tuổi của bạn đấy. Cho nên tại tại sao bài của bạn đã nổi trội và bạn được 8,5 điểm là vì thế nhá. Các bạn hiểu tại sao chưa? Đúng rồi, Phong nói đúng rồi đấy. Xài wiki thực ra người ta không khuyến khích cái xài wiki đâu em ạ. Đấy. Cho nên bạn sinh viên này bạn ấy làm tốt ở đoạn đó các em ạ. Đây, bây giờ chúng ta dở luôn đến cái phần chương 2 bạn xem bạn làm gì nhá. Đây. Quan điểm của sinh viên. Ở đây bạn có một cái mục tên là quan điểm của sinh viên. Quan điểm của sinh viên về trí tuệ nhân tạo. Ở đây bạn có 4 cái là tệ, nguy hiểm, bình thường và rất tuyệt. Các bạn nhớ nhé, khi mà người ta khảo sát, người ta đưa ra một cái thang đo. Ví dụ như người ta hay dùng thang đo Likert 5 cấp độ hay 7 cấp độ để người ta đo mức độ chi tiết cái đánh giá của cái người được hỏi. Chứ không phải đây là tệ, nguy hiểm, bình thường, rất tuyệt. Nếu mà rất tuyệt thì ngược với rất tuyệt phải là rất tệ chứ không phải là tệ. Nguy hiểm thì phải là an toàn. Ở đây chúng ta thấy là gì? Nó không được cân đối nhau để thu thập được các cái đánh giá của người hỏi chi tiết. Các em hiểu không nhỉ? Và cái thứ hai là quan điểm. Nếu mà chỉ nói là tệ, rất tệ thì đấy, đấy không phải là quan điểm. Đúng không ạ? Rồi. Và ở đây thì bạn cũng chưa có cái thang đo cho cái việc mà đánh giá nhận thức. Đây. Nhận thức của sinh viên nhé. Loại hình sử dụng. Rồi, ra xưa nha. Nói chung là bạn ấy muốn hỏi là người ta biết đến Wiki thông qua các cái nhóm nào. Đây, hệ thống tổng hợp, ra xưa AI, quét các cái site chấm để bài tập cho sinh viên, ChatGPT. Đấy, bạn ấy chỉ hỏi một số cái này thôi. Để xem là người được hỏi ấy biết đến cái gì nhiều nhất. Vậy cái này không phải là nhận thức đâu các em ạ. Nó chỉ là, nếu mà có thang nhận thức, nó chỉ là bạn biết đến nó thôi. Đấy. Thế cho nên các bạn lưu ý nhé, là chúng ta hãy sử dụng các cái thang. Ví dụ như bây giờ các bạn muốn biết là người ta có biết gì về nó không, thì chúng ta hỏi là đã nghe đến AI bao giờ chưa, hoặc là bạn hiểu, bạn nghe AI về chưa, hoặc là bạn nếu mà chỉ để biết thôi, hoặc là bạn có thể liệt kê. Nói chung là bạn hỏi người ta ở cái mức độ là chỉ để là họ có biết về nó không. Còn nếu mà bạn hỏi người ta ở các cái mức độ, các cái câu hỏi ở mức độ là nhớ chẳng hạn, hay là hiểu chẳng hạn, thì lại làm thiết kế các bạn hỏi khác. Cái này các bạn hoàn toàn có thể đi đọc các tài liệu tổng quan để bạn tham khảo các bạn hỏi của người ta, để giúp cho mình thiết kế bảng hỏi của mình. Bởi vì bảng hỏi ấy, đôi khi chúng ta thừa kế của những người đi nghiên cứu trước mà, đâu phải là hoàn toàn chúng ta tự tạo ra đâu. Có một cái vấn đề nữa là hoàn toàn các bạn là sử dụng các cái số liệu này, các bạn ấy sử dụng hết ra. Và bạn ấy cũng đã biết cách là thiết kế các cái này. Đấy. Thế cho nên bài của bạn nó hơn các bạn của bạn sinh viên khác đấy. Ôi viết dài quá nhỉ. Theo bạn, chúng ta có nên mở rộng và phát triển trí tuệ nhân tạo trong giải trí không? Trời ơi. Rồi. Đấy, cái bài này thầy nghĩ là chỉ nhận xét thế thôi. Kết luận các bạn không nên viết quá dài. Kết luận các bạn chỉ cần viết là gì ạ? Khoảng độ 1/2 trang giấy. Và quan trọng nhất là trong kết luận bạn viết cái gì nhá. Trong kết luận bạn viết cái gì thôi nhá. Thì thầy cũng có dạy luôn kết luận bạn nên viết cái gì trong đó, chứ không phải là viết hết để nó dài quá như này. Đấy, bạn cũng đã trích dẫn được rất nhiều tài liệu cả tiếng Anh và tiếng Việt này. Nhưng các bạn lưu ý nhá, những tài liệu này nó phải link bên trên nhá. Đấy. Đây, wiki này, lưu ý này. Ok. Rồi, đây là cái bài mà thầy nhận xét cho bạn sinh viên này. Thầy nghĩ là bạn đã rút được kinh nghiệm rất là nhiều rồi. Và bây giờ bạn điều chỉnh lại thì hoàn toàn bạn có thể được điểm cao hơn rất là nhiều. Mặc dù bạn được 8,5 rồi, thì bây giờ lên 9 chắc không vấn đề gì đâu. Một cái vấn đề của bạn sinh viên này, đây là một cái đề cương này các bạn sinh viên nhé. Các bạn vừa hỏi về câu chuyện là khóa luận tốt nghiệp hay là gì gì đấy. Đây cũng hoàn toàn là một cái đề tài khóa luận tốt nghiệp của những bạn học tâm lý gì đó nhá. Đây này, nghiên cứu tâm lý học. Tâm lý học nhé, nghe hơi chung chung nhỉ. Nghiên cứu tâm lý học của người lao động tại doanh nghiệp này, nghe hơi chung chung đúng không? Đấy. Thế đối tượng nghiên cứu là gì? Các bạn có thể comment cho mình xem cái đối tượng nghiên cứu của bài này là gì không ạ? Dạ xin mời ạ.
Như bạn nào comment nhanh nhất, đúng nhất á, mình sẽ lại tặng quà 30% nếu các bạn tham gia khóa training nhé. Mặc dù nó quá 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 rẻ rồi. À, các bạn có thể follow kênh này cho mình nhé, để xem thêm các video mình ra hàng ngày, hoặc là có like, mình sẽ like vào các buổi tối thứ hai thứ sáu nhé. Rồi, đối tượng nghiên cứu là Hadi Lao, bạn Music này, bạn Hoàng Minh này, tâm lý học của người quản lý này, tâm lý học của lao động này. Rồi bạn Music nhé em ơi. Thực ra thầy thấy là tới giờ em trả lời nó cũng hay bị sai đấy, em cũng lưu ý nhé. Cảm ơn chị Linh tặng hoa nhé. Còn bạn nào đó không ạ? Tâm lý của người quản lý, bạn 23 tháng 1 này. Tâm lý của người quản lý này. Ok. Các bạn bắt đầu trả lời đúng nhiều hơn rồi đấy. Rồi chính xác rồi. Đề tài này đó chính là người quản lý không phải em ạ, người quản lý không phải nhé. Người quản lý chỉ là khách thể thôi. Đó, các bạn thấy chưa? Chỉ hỏi sơ sơ thôi là chúng ta đã thấy là các bạn bị sai nhiều quá. Cái đối tượng ở đây ấy, đây chính là cái tâm lý này. Cái tâm lý học ấy. Thầy không hiểu tại sao ở đây lại là tâm lý học, bởi vì nó nghe hơi chung chung đúng không? Nó nghe hơi kiểu là chung chung quá. Một số đề tài ví dụ như là nghiên cứu về động lực làm việc của người lao động chẳng hạn, kiểu kiểu thế. Nhưng đây nó là tâm lý học, ok. Có thể là thuật ngữ chuyên ngành của người ta không sao. Rồi ok nhá, đối tượng nghiên cứu là như vậy nhá. Và đi vào nội dung này. Rồi bắt đầu hình thức thấy lộn xộn rồi, lùng tung beng rồi. À, các bạn lưu ý là ở đây thì các bạn có thể được học cả về cái căn chỉnh luôn nhá. Đây chỗ này căn chỉnh bé quá này. Chỗ này thì của bạn ấy lại to quá. Đây. Thụt đầu dòng này, quá lớn này. Thụt đầu dòng chỗ này nó phải tầm mấy đây, 2.5. To quá em ạ. Mọi thứ đều có căn chuẩn của nó nhé, chứ không phải bừa bãi đâu. Lý do chọn đề tài chưa viết được nhé. Mục tiêu nghiên cứu. Mục tiêu nghiên cứu nêu khái quát. Mục đích nghiên cứu. Đối tượng nghiên cứu. Rồi đối tượng nghiên cứu xác định đúng rồi này. Hơi 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 rộng nhá. Bạn viết hơi dài. Tại đâu đấy là phạm vi này. Của ai đấy là khách thể này. Đấy, người ta hỏi về đối tượng thôi nhưng mà chúng ta trả lời cả một loạt luôn. Rồi. Phạm vi nghiên cứu các bạn nhớ nhé. Phạm vi nó có phạm vi về thời gian, không gian, phạm vi về mẫu nghiên cứu nhé. Rồi, về phần nội dung bạn này bạn đang thiếu luôn cả cái phần gì các bạn biết không? Đố các bạn biết bạn này đang thiếu phần nào? Có lý do rồi. Chưa viết tí gì. Mục đích, mục tiêu, mục đích. Đối tượng, khách thể, phạm vi nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu. Đố các bạn trả lời đúng ạ. Các bạn có thể là viết, bạn này đang thiếu rất nhiều mục, ai mà liệt kê ra đủ nhiều mục nhất mà chính xác thì thầy tiếp tục tặng quà. Ok, bạn Hoàng Minh trả lời được một câu là câu hỏi nghiên cứu chính xác. Vẫn chưa đúng ạ, vẫn chưa đủ ạ. Vẫn thiếu nhiều lắm. Đã xin mời các bạn ạ. Còn thiếu gì nữa ạ? Thiếu cực kỳ nhiều nhá. Nếu các bạn chưa biết thế nào là đạo văn thì lát nữa thầy sẽ nói thêm về đạo văn cho các bạn hiểu nhé. Còn bây giờ chúng ta tập trung cho bài này hả? Đúng rồi. Thiếu nhiều lắm các em ạ. Có nhiệm vụ nghiên cứu, có mục tiêu nghiên cứu nhưng chưa có nhiệm vụ này. Có đối tượng như chưa, à đây đối tượng khách thể rồi này. Được chưa? Chưa có câu hỏi nghiên cứu này. Chưa có giả thuyết nghiên cứu này. Đấy. Chưa có tổng quan nghiên cứu này. Đấy. Đúng không chưa? Có phương pháp này, có phạm vi này. Bố cục này. À, chưa có đóng góp đề tài này, nhiều lắm. Đúng không ạ? Đấy, có rất nhiều vấn đề nhé. Rồi anh Bình tiếng Anh nói đúng rồi đấy. Anh Bình ấy. Rồi đó. Ok, bạn Phong hỏi rất hay là mấy cái mục đó bắt buộc phải có hả thầy? Rồi cái này thì thầy cũng đã nói rất nhiều lần với các bạn học viên của thầy ấy. Hay là tùy trường yêu cầu, bạn Phong hỏi câu này rất là hay. Và bây giờ thầy sẽ giải thích cho các bạn nghe này. Không, có thể là các trường người ta không yêu cầu hết. Nhưng mà để
triển khai được một đề tài nghiên cứu. Nói chung thì gần như các cái mục này cần phải rất rõ ràng. Người ta không yêu cầu em không có nghĩa là em không trình bày. Người ta không yêu cầu em không có nghĩa là em không viết. Có thể là khi em nộp bản này em không trình bày theo yêu cầu của nhà trường thì thôi mình không trình bày vào trong bài. Nhưng bản thân mình phải rất rõ về điều này. Bởi vì nếu như không rõ về điều này nó có thể gây đến lạc hướng nghiên cứu của mình. Ví dụ như vừa rồi bạn kia bạn đã xác định đối tượng nghiên cứu nhưng bạn ấy không xác định câu hỏi nghiên cứu. Và thế nào nó cũng gì? Cái bố cục nó cũng không trả lời được câu hỏi nghiên cứu. Ví dụ thế. Hoặc là người ta không đòi hỏi bạn viết mục này nhưng bạn vẫn nên viết để bạn bám sát vào nó, để bạn hiểu bản chất của nó. Thế nên là hoàn toàn các mục này đều có mối quan hệ với nhau và làm rõ cho đề tài của mình. Cho nên không nên bỏ qua bất cứ mục nào. Nhá. Cho nên thầy vẫn nói bạn sinh viên là không viết ra bài nhưng vẫn phải viết trên giấy. Hoặc nếu bạn hiểu rồi thì thôi không phải viết. Nhá. Rồi. Bây giờ các bạn thử nghĩ xem này. Bây giờ các bạn cùng nghe nhé. Thầy sẽ nhận xét cái này rất là nhanh này. Bố cục của một bài mà không hề đi qua phần tổng quan nghiên cứu thì nó sẽ xảy ra sai sót gì? Đây là hoàn toàn bài các bạn ấy gửi cho thầy ngày hôm qua. Bây giờ chúng ta cùng xem nhé. Đề bài của bạn ấy là gì? Nghiên cứu về tâm lý lao động mà, đúng không? Tâm lý học của người lao động, của lao động quản lý, đối tượng là lao động quản lý nhé. Thế là chúng ta cùng xem này. Thứ nhất, cơ sở lý thuyết. Viết chung chung. Các em biết tại sao viết chung chung không? Các bạn biết tại sao viết chung chung không? Viết chung chung là một biểu hiện của việc không biết viết gì tiếp. Tôi có biết viết cái gì chi tiết đâu mà tôi chẳng viết chung chung. Cơ sở lý thuyết là viết đúng rồi còn gì nữa. Đúng rồi. Nhưng cơ sở lý thuyết về cái gì? Ok. Mà một khi đã không lý, một khi đã không chi tiết thì chính mình rơi vào trạng thái mông lung. Mông lung cái gì? Mông lung trong cái biển nội dung bây giờ mình muốn trình bày cái gì đây này mới là vấn đề. Đúng rồi. Tiếp tục đây này. Bây giờ thầy sẽ phân tích cho các em thấy biển đây này. Lao động quản lý. Rồi xong. Các em thấy xem. Đây là khách thể mà, đúng không các em? Nó đâu phải đối tượng đâu. Cái đối tượng mà mình còn chưa làm rõ luôn á. Và không ai chơi theo kiểu một phát là quản lý lao động. Lao động quản lý. Đánh số mục thì cũng sai luôn. Đối tượng nghiên cứu của em ở đây đó chính là gì? Tâm lý học. Thế thì bây giờ em phải làm rõ. Và đề tài của em có rất nhiều khái niệm cần làm rõ. Thứ nhất, tâm lý học là cái gì? Cán bộ quản lý là gì? Là ai? Như thế nào được gọi là cán bộ quản lý? Để chúng ta xác định đối tượng đó trong thực tế cho nó dễ thì chúng ta phải thống nhất về mặt lý thuyết trước. Và tâm lý học của người quản lý là gì? Ba cái khái niệm đấy cần phải làm rõ. Thế thì đầu tiên bạn phải có gì? Có rất nhiều khái niệm như vậy, bạn có gì? Một số khái niệm. Một số khái niệm xong thì bắt đầu bạn đi vào gì? Bạn đi vào tâm lý học của, nội dung của tâm lý học của quản lý gồm những cái nội dung gì? Cái này thì các bạn phải đọc tài liệu nhé, chứ không phải thầy để phải dạy cho các bạn về tâm lý nữa. Đó. Thế nhưng mà bạn đã đi vào lao động quản lý, vậy là sai gì? Sai cái nội dung rồi. Xong nội dung của lao động quản lý. Đâu, chúng ta đâu có nghiên cứu về lao động quản lý đâu em. Nhầm à? Chúng ta nghiên cứu về tâm lý học của người lao động quản lý mà. Rồi, phẩm chất tiếp lại rơi vào trạng thái mê cung hết cái trường này. Các bạn thấy thầy nhận xét có hay không? Được không? Đúng không? Mê cung chưa? Nhìn thấy chuẩn chưa? Đây hoàn toàn là bài của bạn ấy luôn. Chắc chắn bây giờ bạn đang ngồi xem ở đây. Bởi vì thầy nhắn bạn ấy là 9 giờ vào mà. Đây chính là hậu quả của cái việc mà chúng ta chưa làm tổng quan nghiên cứu mà chúng ta gì? Tưởng tượng ra bố cục. Mê cung rồi. Bây giờ chúng ta đang viết vào những cái thứ mà nó không phải đối tượng nghiên cứu của mình rồi đấy. Xong rồi đấy. Nó giống y đúc bài của bạn bên này. Bạn cũng rơi vào mê cung, bạn ấy đi vào gì? Bạn đi vào trí tuệ nhân tạo. Đâu phải đâu. Bài của em là nghiên cứu về gì? Nhận thức mà. Các bạn xem like các bạn thấy chưa? Một bài nghiên cứu về nhận thức nhưng mà lại làm về trí tuệ nhân tạo. Một bài nghiên cứu về tâm lý học nhưng mà lại nghiên cứu về lao động quản lý. Các bạn đã thấy là tự bản thân các bạn rơi vào mê cung chưa? Bây giờ chỗ này Phong đã hiểu tại sao là mình phải giải quyết tất cả các cái mục ở trong phần mở đầu chưa? Đấy. Bỏ B thôi là xong rồi. Ok. Nha. Thực trạng tâm lý học trong lao động quản lý. Bây giờ các bạn chưa giải quyết được. Các bạn chưa giải quyết được câu chuyện là tâm lý học của quản lý là gì mà các bạn lại đi tìm được trong thực trạng này tôi đến chịu.
Bởi vì các bạn cần phải nhớ thầy một điều này. Bây giờ thầy sẽ giải thích này, các bạn nhớ nghe nhé. Tại sao mà các bạn lại phải đi vào câu chuyện là ở đây có bao giờ bạn nào hỏi là thầy ơi, thế bây giờ tại sao lại cứ phải cơ sở lý thuyết là thế nào ấy thầy? Em không thích cơ sở lý thuyết, em thích đi thẳng vào thực trạng được không? Ừ được rồi, em thích đi em đi đi. Thế thì thầy hỏi các em cái gì làm chuẩn? Em đi vào soi thực trạng em lấy cái gì làm chuẩn? Thế bây giờ các em hỏi tiếp, ok, ai chả biết là lý thuyết làm chuẩn, nhưng mà tại sao em lại phải trình bày phần lý thuyết này? Ok, lại có câu trả lời cho em. Đó là gì? Giữa một biển lý thuyết, ở đây tất cả các em đều học, các em đều biết, các em học chuyên ngành nào cũng thế thôi. Các em thấy là có rất nhiều quan điểm về cái chuyên ngành của mình không? Rất nhiều nha. Thế bây giờ ông soi tôi thì ông soi tôi ở góc độ nào? Ông phải thống nhất cho tôi một cái quan điểm, một cái góc nhìn. Thì ông muốn soi thế nào thì soi, và thực tế tôi không biết. Nhưng ông phải thống nhất cho tôi một cái quan điểm. Thế cho nên nó mới đa dạng các em, nó đa dạng nhiều trường phái, nhiều học thuyết, nhiều góc nhìn. Thế nhưng mà ông phải thống nhất tôi một cái góc nhìn. Ok, vậy đến đây là chắc là các bạn hiểu tại sao rồi đúng không? Ok nhé. Đó, cho nên cái gì phải giải thích cặn kẽ các em ạ. Chứ nếu không sinh viên nó hỏi, sinh viên à, tao nói thật với mày, tao không hiểu tại sao luôn lại cứ lúc nào cũng phải làm như thế. Nó giống y như ngày xưa khi mà thầy đi học môn hóa hồi dưới phổ thông ấy. Ngày xưa thầy học dốt môn hóa lắm. Học dốt không phải là mình không có năng lực học đâu, mà mình lười học. Thế thì cứ đi chép bài với các bạn. Thầy nhớ mãi một lần thầy hỏi bạn của thầy, mà trong giờ thi luôn. Tao nói thật với mày, tao không hiểu tại sao bài nào tao chép của mày ấy, cũng phải tính số mon là thế nào nhỉ. Bạn nó thấy được cười một cái rồi. Mày rồ à, không tính số mon thì làm sao mà giải được bài. Nó giống như kiểu là phải tính được cái số mon, bởi vì tính thể tích cũng ra từ số mon, rồi tính cái gì gì đấy cũng là khối lượng cũng là từ số mon, kiểu kiểu như vậy á. Thế thì bây giờ lý thuyết nó không phải là cái nào chúng ta cũng phải nó giống như cái số mon, nhưng mà chúng ta phải có về mặt lý thuyết làm chuẩn. Đấy, kiểu kiểu như vậy. Thế cho nên thầy muốn các bạn hiểu bản chất trước thì các bạn sẽ giải quyết được vấn đề nhé. Có thể là cái kiến thức của thầy nó không phải là đầy đủ, nhưng mà thầy đang cố gắng giải thích cho các bạn nhé. Rồi, thôi bỏ đi cái này đi, bỏ đi. Cái này là bỏ đi nhá. Đó, cái chương 1 còn chưa ăn ai. Chương 1 mà chưa ăn ai thì đừng bao giờ nói câu chuyện chương 2. Chương 2 mà chưa ăn ai, đừng bao giờ nói chuyện chương 3, cho nên thầy không đọc hai chương này đâu. Đọc đến chương này thầy bỏ rồi. Thôi, bỏ đi nhá. Thầy chỉ cần có một câu cho bạn này thôi. Bạn này là một học viên của thầy nhá. Học viên của thầy không phải học xong bỏ ra một xíu kinh phí và để được nhận xét này đâu. Quan trọng nhất là em được học và làm bài bản đúng theo những gì thầy dạy. Sau đó mới là thầy nhận xét. Chứ không phải là đưa cho thầy một bài và thầy nhận xét cho em, xong là em bỏ qua cái việc em học. Em chỉ lĩnh hội những gì thầy nói. Không phải đâu. Những gì thầy nói nó chỉ là những cái kiến thức trong từng vấn đề nhỏ nhỏ thôi. Nhưng nếu em không có một cái hệ thống, em sẽ không biết cái nhỏ nhỏ đấy của thầy thầy nói ấy, nó nằm ở chỗ nào. Thế cho nên kiến thức của em cuối cùng nó vẫn là chắp vá thôi, giống như kiểu mảnh vải ấy, nó thủng chỗ nọ thủng chỗ kia. Đấy, đáng nhẽ em phải tự học với những gì thầy dạy. Những cái gì em biết rồi thì em biết, còn những gì em chưa biết nó là những lỗ thủng. Và qua cái phần nhận xét thầy bồi đắp lỗ thủng đó thì em sẽ có một tấm vải lành nguyên. Chứ không phải là em không có một cái gì hết, xong mà thầy đắp cho nó đắp 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 chỗ kia, cuối cùng em vẫn có một mảnh vải rách. Thì đấy không phải là cách học. Thầy không bao giờ cần một chút kinh phí của các em để làm điều này. Thầy nói thẳng trên live luôn, thầy không cần. Thầy cần là các em hiểu bài và làm được bài. Ok. Thành công của các em ấy là thành công của khóa học, chứ không phải là tiền của các em là thành công của khóa học của thầy. Thầy không cần. Thầy nói thẳng luôn như vậy nhá. Ok. Đó. Và bài này thầy yêu cầu, nếu bạn còn đang xem live, thầy yêu cầu bạn phải lệ về và làm nghiêm túc. Không có cái câu chuyện thầy Phong không dạy về lý do chọn đề tài mà lại làm cái kiểu này. Không có cái câu chuyện thầy không dạy cho các bạn một cái bố cục đầy đủ của đây. Nói có sách mách có chứng nhá. Thầy mở tài liệu ra cho các bạn xem này. Thầy mở đến đúng cái trang đây nhá. Các em nhìn này. Viết phần nội dung phần mở đầu, trang 29. Các em nhìn đi. Từ trang 29 đến trang 39 nó là cái gì? Nó là cái gì? Từ trang 29 đến trang 39 nó là 10 trang đấy các em ạ. Mà chính 10 trang này là cái gì các em? Chính là cái phần mà thầy dạy các bạn viết từ phần lý do chọn đề tài cho đến cái phần bố cục của bài luôn. Trong đó thị phạm và lấy tất cả các ví dụ cho từng mục, nó mới đến 10 trang như thế này.
Đây là cái nội dung thầy dạy phần mở đầu thôi mà nó dài 10 trang bằng đúng cái phần mà các em phải viết luôn. Em thấy đã đủ chi tiết chưa? Thế mà sinh viên của mình xong trả lại bài cho mình được duy nhất hai mặt giấy. Thế thì 10 trang thầy dạy cho các em kiến thức nó chạy đi đâu? Trong khi đó cái bộ tài liệu này, đây, cái tài liệu này là tài liệu các bạn nhận được đây. Thế tại sao em không biết làm giống như các bạn? Đây là tài liệu được 9,3 điểm do chính thầy hướng dẫn. Đây, do chính thầy hướng dẫn 9,3 điểm. Còn đây là bài có được 9,3 điểm, làm theo định định lượng. Đây tiếp tục là cái tài liệu số số mấy đây? Số 6. Lại tiếp tục là thầy Phong hướng dẫn 9,5 điểm. Và trong này còn rất rất nhiều các bài 9,5, 9,3, 9,0, 9,8. Tại sao em không tham khảo mà em lại đưa cho thầy một cái bài như thế này? Và đây là thầy đang chính thức thầy đang mắng bạn luôn đấy nhé. Chưa bao giờ thầy mắng ai, hôm nay thầy mắng bạn đó. Bởi vì tất cả những cái bạn sinh viên trước thầy nhận xét ấy không phải là học viên của thầy. Nhưng đây là học viên của thầy, thầy không chấp nhận một cái bài như thế này đưa cho thầy. Trong khi thầy đã dạy 10 trang nội dung thầy dạy cộng với tất cả các tài liệu thầy gửi toàn 9,3, 9,5 điểm. Và người ta viết như thế nào? Đây em nhìn này. Em nhìn bạn này, bạn viết lý do chọn đề tài nhé. Đây. Bối cảnh, nhìn thấy bối cảnh chưa? Nhìn thấy các cái trích dẫn của người ta chưa? Đây. Đấy. Hoặc là đây. Được chưa? Thế sao mình lại làm như thế này mà mình đưa cho thầy để thầy nhận xét? Có gì đâu nhận xét. Đến cái bối cảnh, đến cái lý do chọn đề tài em còn chưa viết. Thế em gửi thầy nhận xét cái gì ở đây? Đúng không? Tổng quan nghiên cứu em không làm, phạm nghi nghiên cứu em không viết. Có cái gì mà nhận xét? Chính xác. Thầy rẻ không có nghĩa là chất lượng kém. Các em cứ đọc hàng trăm review của các bạn đi. Nếu các em nói là thầy ơi chắc là review này thầy ngụy tạo. Có ai ngụy tạo được hàng trăm review không? Mà review này của thầy nó có hàng trăm review trên các nền tảng khác nhau, đều là hàng trăm review, chứ không phải là một nền tảng mà bảo là thầy ngụy tạo. Hàng trăm review trên các nền tảng đều là hàng trăm review. Đúng không ạ? Thế bây giờ các bạn đưa thầy cái bài này thì các bạn bảo thầy nhận xét cái gì? Tổng quan nghiên cứu còn chưa làm. Đây, trong khi đó khi mà thầy dạy các bạn làm tổng quan, đây mới chỉ là những cái phần thầy show ra trong livestream thôi. Còn khi mà thầy dạy các bạn đấy ấy, đây này. Em nhìn đây này. Ví dụ nhá, khi mà tổng quan nghiên cứu thầy sẽ dạy các bạn cách làm literature review table này. Ví dụ đối với cái bài này. Chờ xíu. Thầy còn show tất cả các bài ra. Nó đang hơi bị đơ đơ một chút các bạn ạ. Đây, ví dụ đây là một cái review table, literature review table. Thầy dạy các bạn ấy sử dụng các cái công cụ như thế này để các bạn ấy tổng quan khi các bạn ấy có hàng trăm tài liệu. Các bạn ấy sử dụng các cái công cụ khác nhau trên 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 Excel để các bạn ấy sort được tài liệu rất là nhanh. Đấy, và sau đó là dạy các bạn ấy làm trên các cái phần mềm nữa. Chứ không phải ở đây em viết có sơ sài, có tèo teo thế này mà em gửi thầy. Thì làm sao? Khi các em không đọc tài liệu, các em sẽ không có nhận thức về nó, không có kiến thức về nó. Và em không có kiến thức về nó, làm sao em tư duy được nó như thế nào để mà em viết ở đây? Cho nên tại sao mà cái phần bố cục bao giờ nó cũng sẽ nằm ở đây này. Nhìn này. Em này, tư duy bố cục nó nằm ở số mục số 4. Trước đó phải trải qua 3 mục này, 1, 2 và 3. Và đến đây đã có công cụ rồi này, đã có công cụ nghiên cứu rồi này. Và đến đây là bắt đầu tư duy này, bắt đợi bắt đến đây là bắt tay vào viết này. Đó, em thấy chưa? Nhưng mà mình đâu có làm như vậy đâu. Đó. Cho nên nhá. Thầy không đồng ý là làm như vậy. Thầy hình như bạn này phải học viên của thầy không thì thầy cũng chắc lắm nhỉ. Hình như là đúng rồi. Đấy. Nếu như không phải học viên của thầy mà thầy mắng từ nãy giờ là hơi oan đấy, còn đúng là học viên của thầy là thầy mắng là không oan tí gì luôn. Bởi vì các bạn biết là các bạn thông cảm là một ngày thầy cũng chat không biết bao nhiêu bạn sinh viên luôn đến từ các trường đại học, các thầy cô giáo, các anh chị cùng ngành cùng nghề luôn. Thế cho nên có thể là thầy quên hay gì đấy là chuyện bình thường, nhưng
không thể làm một cái bố cục như này được đâu em nhé. Ok. Đó, thế thì hôm nay với hai bạn như vậy thì thầy nhắn nhủ các bạn như vậy và thầy nhận xét rất chi tiết rồi. Và nhận xét ở đây ấy, không phải là nhận xét theo kiểu là chung chung, mà thầy giải thích cặn kẽ nó tại sao lại phải làm như vậy. Cho nên các bạn cố gắng học nhé. Ok, có một cái vấn đề nhỏ nhỏ nữa là vấn đề về đạo văn. Đây này. Đây này Phong ơi. Đây là chiều nay còn đang phải nghe đây này. Đang nghe tiếng Anh này. Đấy. Đang nghe rõ này các bạn nhìn thấy chưa? Rồi ok. Hôm bạn Phong bạn ấy bảo là diện lười học. Đây này. Đây đây này, bài tập cô giáo giao về các bạn nhìn này. Nghe từng đây bài luôn ấy, 16 bài. Ù hết cả tai buổi chiều nay. Tối nay vẫn phải live stream với các bạn. Để chia sẻ với các bạn và nhận xét bài. Tất cả nhận xét bài đều là free nha. Vậy. Và bây giờ khi mà thầy dừng live stream này thì sẽ tiếp tục đến học tiếng Anh tiếp nhá, chứ không phải là dừng lại đâu. Ok. Ok, Nguyễn Minh Chiết ơi có quá anh em nhé. Đây là cái tài khoản, đây là một trong các tài khoản mà thầy đang check đạo văn cho sinh viên, đó là Turnitin. Cho nên những bạn nào muốn check tài khoản bằng Turnitin và muốn tư vấn thì các bạn cũng thể liên hệ nhé. Còn các buổi live sau thì thầy sẽ nói kỹ hơn, chứ bây giờ nói thêm thì sợ bị muộn mất. Sáng mai thầy lại phải đi dậy sớm nữa, cho nên các bạn cũng thông cảm. Chúng ta có thể hẹn nhau vào chiều thứ hai. Từ giờ đến thứ hai các bạn có thể gửi bài cho thầy qua rất nhiều kênh khác nhau, qua đường link bio này. Thầy sẽ sắp xếp thời gian và live trong buổi tối thứ hai cho các bạn. Ok nhé các bạn nhé. Ở tất cả các cái bài, các khóa học, tất cả các khóa học có liên quan đến nghiên cứu khoa học có lợi tốt nghiệp, các bạn đừng lo về giá. Chưa bao giờ là vấn đề giá là vấn đề mà thầy Phong quan tâm. Các bạn, thầy nói rồi, không có kinh phí thầy cho các bạn học nọ, bao giờ có tiền để trả. Nhưng mà hôm vừa rồi có một bạn sinh viên như này cơ. Thầy bảo em ơi em học thoải mái đi, bao giờ em khó khăn ấy, bao giờ em có tiền em giả được. Thậm chí là bao giờ em ra trường em học đi làm em kiếm tiền được ra em trả thầy được. Miễn là em nhớ em trả được. Bạn ấy còn nói như này chứ. Thầy ơi, nếu mà nhỡ không bao giờ có tiền thì sao hả thầy? Ừ thế thôi em ạ, thế thôi em không cần phải học đâu. Một cái người bi quan như vậy thôi không cần phải học hành làm gì nữa nhá. Thanh niên mà lại nói em không bao giờ có tiền mà trong khi đó có nhiều đâu. Đúng không các bạn? Thế cho nên đấy, thầy thẳng thắn luôn như thế nhá. Ok, các bạn có thể follow kênh này để xem các video thời gian hàng ngày hoặc là các cái lại buổi livestream nhá. Hẹn gặp các bạn trong tối thứ hai tuần sau. Các bạn cứ thoải mái gửi bài, thầy sẽ sắp xếp để tư vấn cho các bạn. Và cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn Trung thu vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào ạ. Xin chào.